Đi xong giờ này cái tao kéo cái kia lên trên tại cái bụng nó bự quá. Để cái lai này cái em giật giật lên trên. Chết rồi tao quên cái áo ngực này có dây. Khi buồn vừa quá. Khi buồn vừa. Lan tỏa sự bụng bự nghe mấy chị. Rồi. Rồi lên đi con. Nghe nè, mà cho tao ghi mãi ha, mình mãi tao nè. Trời ơi trời. Mình mãi tao quá trời quá đất. Rồi mấy chị ơi. Hay vô mấy chị. Hello, hello. Mấy chị yêu xinh đẹp của em ơi. Chị Vinh à, có vòng 7 ngày màu trắng nè. Rồi, hello mấy chị. Em xin chào cả nhà thân thương, đại gia đình quý mến buổi trưa. Rồi, chốt đơn giùm em. Chị nào muốn lấy dây với mặt chung, má em dây mặt chung. Chị nào lẻ với mặt lẻ em bông này là bông thương hiệu của Dior. Đây, vàng hồng em có 3 đôi thôi, chốt đơn giùm em nha. Rồi, bông chị, bông trước này vàng hồng em xem 13. Rồi, chốt đơn bông giùm em là 5650. Dạ, chốt đơn 5650. À, cho chị cái viết nhỏ nhỏ được không con? Coi chế cái cục vàng lửa này nè con. Rồi Ngọc ơi, 5650 giùm em là bông có 3 đôi nha. Rồi xe 1350. Giờ đâu dám, chứ dám cho mấy lũng này nấy nữa. Em làm đó. Rồi Bùi Thị Cẩm Tiên là người đầu tiên. Thanh Kiều show mất cục vàng. Lovely beautiful night. Trời tiếng Anh ghê chưa. Giữ dần dần luôn rồi ok. Bùi Thị Cẩm Tiên, Dung Trần giùm em. Có 3 đôi rồi, chốt cho ba chị nè. À, rồi nhẫn này em sale cho 1.1 triệu nha. Đụng hàng bé đền. Nhẫn này bé sale 1.1 triệu nha. Chỉnh sửa đi tay được. Rồi Lê Thúy An 5650 hết. Bông tai bé hết nha mấy chị. Rồi dây chuyền, dây mặt em bán chung 4550. Dây mặt em sale chung luôn 1380. Sale chung cho dễ nha cả nhà. Nhẫn sale 1.1 triệu, 7.590.000. Chỉnh sửa đi tay được. 7590 có anh chị lựa gì mấy cục vàng hay kêu nước cho mấy anh chị uống nha. Dạ tháng này là tháng mình đi cúng chùa mẹ chú xứ cầu bình an nha mấy chị. Đi đi qua mẹ, đi tới mẹ là phải đi ngang em, mà đi ngang em là phải uống trà đường nha mấy chị. À, bữa nay sao rồi, hết sổ mũi chưa? Dạ Hàm Hương. Có cái sự buồn gì nữa đây không Hàm Hương? Rồi không không. À hết nữa là tôi giận. Trời ơi, nói gì đó Duyên. 81 nè mấy chị xinh đẹp. Dây chuyền em đang đeo 4550. Em có 5 dây à, 6.2 triệu. Con chụp cô đi con. 6.2 triệu. Có 5 cộng nha mấy chị. Vàng hồng luôn á mấy chị mà em sao. Hàm Hương đi. Hàm Hương mắc cười Hàm Hương lắm. Đẹp lắm mấy chị ơi. Chốt dây mặt giùm em á. À, chưa hứa. Đi mà cúng mẹ chị chưa hứa. À, nhưng mà à, mấy chị đi cúng mấy chị phải ghé em. Hẹn ngày gặp nhất gặp em nha. Chắc em nói em ở nhà quá. Em đi chơi. Mấy chị biết không, em có cái tục lệ đi chơi vậy nè chị. Thà cho em đi chơi luôn. Thà là cho em làm luôn. Đừng đang làm đi chơi cái em về cái em ngán làm mấy chị. Em không biết bắt đầu công việc từ đâu. 5 cái mấy chị. Ok hết nha. À, may may á, em ở Việt Nam nước ngoài vô cục cưng. Bên Nhìn bán tận triệu tới 1.3 triệu 99.95 cân. 759 em chốt cho Phương Quỳnh. À, Vivian Hồ, Ngọc Dương, Nguyễn Di. À, chốt đi rồi em lấy cái mặt không nha Vivian. Vivian rồi đọc tiếng Anh ghê chưa. À, Ngọc Dương. À, 759. Muốn lấy mẹ mặt cũng được nha, mình cứ chốt xong vậy cho em gọi. 10 triệu, đúng rồi 10.500.000. Tại đâu này có khách chốt xả rang đôi, cho nên em đưa là 10 triệu. Trong đây là 10.900.000 mà chị bán 10.500.000. Khách đó là tại khách đầu người ta xả, khách sau chị bớt lại 400.000. Rồi chốt giùm em là 7. Này con là giấy mặt đó con. Gì? Lộn á, con ghi lộn á. Lộn á, 6.2 triệu là nhẫn hay gì á. Mấy chị làm lại nha. Làm lại 6.2 triệu nha. Dây mặt là 6.2 triệu nha mấy chị, xin lỗi nha. 759 là nhẫn nha. Dạ tất ca trước, ca này nghỉ tất rồi. Em tất chút xíu à. Em biết được mà. Em biết được mà, có những chị mà gây gắt gối cho em là là cái kiểu là đang đến cho mình xả nghiệp đó mấy chị. Rồi 6.200.000 nha. Nhẫn là 7.590.000. Sorry mình làm lại nha. Sorry làm lại nha. Nhẫn là 7.590.000. Mặt là dây mặt là 6.2 triệu. Rồi em chốt cho Mộng Tiền. À dạ, à, Vivian Hồ,
Nga đặng giùm em chốt lại, sorry mấy chị, sorry. Lo nói chuyện hoài, bởi Vinh sorry. Rồi 62 chốt đơn. VVN hồi 62 nhẫn là 7.590.000. Rồi chốt nha mấy chị xinh đẹp. Rồi mộng tiền là 6.200.000. Lắc tay em đang đeo là 7D, khách mới đổi đồ là 2 chiếc luôn, sale luôn 1.3. 7D em bán dư sức 1.399 đó mấy chị. Rồi 6.200.000. Minh Huyền 6.200.000 là dây. Rồi dây, chốt lại dây còn người nha mấy chị. Chốt lại dây còn một người. Minh Huyền chốt đơn rồi, ok cục cưng. Dây mặt 6.200.000 em chốt cho ai like, ai like. Rồi nhẫn 7.59 chốt tới nhẫn nè. Chốt tới nhẫn giùm em nha, sorry bây giờ nó lộn mã. Rồi em hết rồi, Phương Trinh nhận được hàng là đẹp lắm đúng không chị? Đẹp mà. Rồi ok, tình yêu Kim Đồng Phạm 6.200.000 rồi bé hết. Em chỉ like từ 10 sáng tới 3 giờ mấy chiều thôi. Rồi nhẫn chốt đơn giùm em nhẫn nè. Đầu tiên là chị nào đây? Chị yêu Tho Nguyễn giùm em 7.59. 7.590 Tho Nguyễn. Rồi chốt nhẫn hết nha. Rồi ai nữa? Nhận được hàng đẹp đúng không chị? Rồi lắc tay, em có 2 chiếc. Em có 2 nghe mấy chị, lắc này bé Vinh có 2. Rồi chốt lắc này giùm em xem 13. Dây dài nhiêu Vinh ơi ha, 42 chị. Em để sao cho tình yêu Quỳnh Tú 7.59 mấy Vinh để sao nha. Sorry nè, bé Vinh đọc lộn mã cho nên là mấy chị chốt bị rắc rối, sorry chi nó cho. Rồi lắc tay 7D xem 13. Tình trạng đẹp gái y như em, tại thích thì chơi thôi. Dạ 14.729.000 em có 2. 14.729 mấy Vinh có 2, có gì tăng đưa. Resize đủ đi. Dạ dòng này em về được 2 dòng, ni tai 50, 51, 52, 53, 54 đeo được. Em sell dòng này cho mấy chị bữa nay 128. 1.280.000 dạng Lý Trường Thành 1280. Rồi chốt đơn giùm em 30g 99. Dạ dòng này 39.666.000. Đẹp nha mấy chị, đeo cặp cũng đẹp giùm em ha. Dạ em về cái em năng lượng lắm, đi chơi em xìu xìu anh ảnh. Ngộ, em không biết em giống ai. Em đi chơi em xìu xìu anh ảnh, ngồi gì kỳ cục phá làm việc mấy chị. Không biết giống ai. Mà chồng em thì em đi chơi, còn em thì em ham làm. Em về nhà, em về nhà giống như là cá em gặp nước đó mấy chị. Em về nhà là cá em gặp nước. Rồi nhẫn này kèo quá thơm như một cuộc tình nha mấy chị xinh đẹp. Rồi em chốt nhẫn này, giá rẻ lắm nha. Rẻ lắm, em chốt nhẫn này có 11.900.000 thôi mấy chị xinh đẹp. Nhiên chiếc nhẫn này em sell đậm sâu thì em bên hông bên trên luôn em. Đổi lỗ 10 bán lỗ 15. Nhẫn này giá quá rẻ anh em. Em chào cho Thanh Nguyễn. Dạ có dòng bi Highland có cục vàng em lên liền cho. Nhẫn này sale đậm sâu, vỏ là 11.900.000, vỏ kim cương thiên nhiên. Chủ ở trên là chủ 6 ly 3. Ni tai bé Vinh chỉnh sửa đi được nha. Rồi chốt giùm em 10 với cô Ghi ngôi sao này con 10 15 11.900.000 vỏ này. Kèo Tâm Phúc nha cả nhà, chị nào bỏ lỡ nhẫn này uổng đó. 18.500.000 mới mua được nha mấy chị. 18.500.000 mới mua được á, 11.9. Rồi Lan tiếp tục chiếc này nữa. Trời ơi sao bữa nay đồ toàn là kẹo thơm thơm không vậy. Rồi vỏ nhẫn nam này em sale cho mấy chị 15 triệu nè. Ni hơi nhỏ nha, có gì phải Vinh chỉnh sửa đi. Chủ của chơi là chủ nhân tạo, vỏ này là 15. Ủa đưa chiếc nhẫn 11.9 cho mấy chế coi lại cái con. 11.9 cho mấy chế coi lại. Rồi dòng này em về, em về một cặp 50, một cặp 52. Rồi em lên mấy chị, em có hai cặp nha. Ở này đẹp lắm mấy chị, dòng cầu hộp luôn, kèo VIP của nhà em. 11.900.000 chốt cho tình yêu Phương Thảo Đăng. Đây một cặp 52. Đã chưa mấy chị, full hộp nhân tạo nha, em không có hộp thường. Mấy chị đeo này mai nó mấy chị đeo giả, mấy chị đánh đích em 15 cây. Cho mấy chị đánh đánh xưng cái đích. Rồi chốt giùm em nè, đi 50 một cặp này, 52 cặp này. Rồi, chị nào 50 lên em ha. Em bán lẻ nha mấy chị, em sale cặp này mấy chị hàng mới về 129. Full cầu luôn giùm em nè. Rồi chốt giùm em 31.100.000 ưu tiên ai lấy nguyên cặp. Nhẫn 11.9 em chốt tình yêu Phương Thảo Đăng. Nhẫn nó nhận hàng không đẹp em đền ha. Cái đó là chị có nhận là xỉu. Ni tai vừa đeo luôn không vừa báo em. Rồi dòng này em một chiếc là 16.000.000 một cặp 31.000.000 nha mấy chị. 31.000.000 một cặp, một chiếc 16. Chị nào lấy luôn giùm em, trời đẹp lắm. Lên tay. Dòng đang đeo là 39.666.000 đây dòng cặp nè. 39.666.000 cặp luôn nhầm em. Rồi cặp này một chiếc có 16.000.000 thôi, sang lắm mấy chị ơi. Rồi
Dạ cái này đi tay 49 đến 51 đeo được, 49 50 51 đeo được nè. Rồi mấy chị em, đơn giản như vậy thôi là ăn tiền rồi. Không có cần làm gì trơn á. Đơn giản như thôi là ăn tiền. Cái này mấy chị đeo mà biết nhân tạo em đền cho. 14 15 triệu chứ nhẫn này giùm em, nhẫn nam này 15. Chúc nên bà nam 15, bà nam 15 nghe mấy chị. Ủa nhẫn gắn cái hàng mới em còn đây chiếc này sẽ luôn 1.3 triệu. Ni ni tay là ni tay 11 12 đeo được. Thương hiệu cạc chía. Đó, không cái này của BVL nghe cả nhà. Nhẫn này của BVL, đây đẹp chưa mấy chị, rắn rắn. Đó, có mắt luôn em BVL rồi, chốt đơn 13. Nhẫn mới nghe mấy chị 6 triệu 670 ngàn. Dạ cái gì cũng sale mấy chị. Bây giờ kim cương hộp sòn, cái gì cũng sale mà. Túi cũng sale mà, hơn mà hơi cũng sale mà. 6 triệu 669 ngàn dùm em sale 1.3 triệu. Nhẫn nam là sale 15, ủa đâu rồi chứ nhẫn nam. Trời nó đẹp nè mấy chị, nhẫn mới nghe mấy chị. Mới 6669 em chốt tình yêu dương lòng. Giá quá hôm cho một cuộc tình mấy chị ơi. Rồi lên đơn 6 triệu 669. Rồi bé Vinh Lan sale hơi nhiều nha. Rồi lắc tay này, em chốt cái lắc tay này cho mấy chị 1.250.000. Quá đã bà đa mấy chị ơi, quá đã bà đa. Ni tay 4854 đeo được dùm em. Cắt ni 48 được luôn, tình yêu quách một cẩm. Cái này 48 50 51 đeo được, 48 50 51 đeo được, cặp 31 triệu. Nhắn ngắn em chốt đơn cho ai rồi? Châu Nguyễn với Vinh để mã sau. Dương Loan đầu tiên, Châu Nguyễn là người sau, 667. À, rồi Dương Loan sau. Rồi lắc tay 22 em 62, em sale 125. Lắc tay là 28 270 ngàn. Hai bốn hai bảy được hả Duyên? Mẫu thế cũng được không? Tiến lên mà. À, rồi chốt giùm em 28 275 ngàn. Em ơi em làm liền chị, trong ngày hôm nay có em chị nha, để ngày mai chị ấy luôn hả cưng ha. Cần gì báo chị ha, cần cái gì báo chị, cần môn bài môn mơ cho chụp gửi qua. Hay là cần giấy chứng minh ơi em làm cho chị sẵn ha, chị cần trong ngày hôm nay tốt ngày. Rồi chốt giùm em 28 275 ngàn. Rồi 31 em chốt cho Phạm Huệ nè. Dòng này em có hai cặp chốt đơn, 31 Nguyễn Đào rồi hết nè con. À, cắt ni 48 được chị. Bây giờ rồi đó mình chậm cái bên kia ta chốt trước thấy không. Phạm Huệ chốt nè, nè để theo cặp nha, lấy đúng cặp nè con. À, phải chế mua lẻ thì bán lẻ 31. Một cặp có 31 triệu 100 thôi mấy chị ơi, 31 triệu 100 một cặp. Rồi chốt đơn giùm em dòng Nguyễn Đào 31 triệu 100. Rồi ok chế thanh kiều mấy chế mua vàng còn của mấy chế nhẩm gì mấy chế đẹp mà. Rồi 31 triệu 100 hết. Lắc tay à, đây đẹp xuất sắc chưa. 28 triệu. Rồi chốt giùm em 28 250. 36 triệu mới mua được cái lắc này nghe mấy chị. 36 triệu mới mua được lắc này nha. Rồi chốt đơn giùm em 28 250 ngàn. Rẻ 8 triệu, lắc này mới mốt đổi lô 10 bán lô 20. Đánh sao vô, quá rẻ cho một cuộc tình. Đeo lâu dẫn giá này luôn. Dây cỏ 4 lá ha. Trên live gặp băng Ngọc ơi, Ngọc ơi. Chắc 3 giờ chị qua em, 3 giờ chị qua em nha. Rồi lên đơn giùm em này mấy chị ơi, nó đẹp. Mẫu kiểu trời chị, cái giọng lắc tay này em giận mấy chị luôn. Lắc tay 14 triệu mấy đâu, đưa lại cho cô coi. Ủa cái 7D có ai chốt chưa? Rồi đưa 7D đây con. 28 250 em chốt là Niu Nguyễn Đào. Ủa cái 7D quá đẹp cho một cuộc tình mấy chị. 14 triệu 270 em xem 1.3 triệu, khách mới đổi đồ em. Kẹo thơm với mấy chị nè, cái trước chị nào chốt học nè. Dạ bên em duy nhất một số tài khoản này. Dạ mà bây giờ để ngày mai em thông báo với mấy chị nha. Em có một cái số tài khoản mới nha mấy chị. Ngày mai em có số tài khoản mới. Tại vì số tài khoản này nè nhiều số quá, cho mấy chị á, xong nó bỏ đi một con số. Cho nên là bây giờ em lại đầu tư một cái số tài khoản nữa. Ngắn cũng mà có 3-4 con thôi. Mấy chị không nhớ nữa là em đớn đau cuộc đời luôn. Nội không tiền tài khoản em cũng muốn khùng với mấy chị luôn. Đó mấy chị xinh đẹp. Cái này là cái lớn nhất rồi đó mấy chị, 14 270. Trời ơi lên tay nó đẹp nè. Mấy chế. Đẹp chưa mấy chị? Ngày mai em đổi số tài khoản thôi cho mấy chị có 4 con số à. Cho mấy chị dễ nhớ. Chứ bây giờ mấy anh giả mạo nó cho chị đang 12 con, nó cho thiếu một con cái nó tài khoản bị lỗi. Mấy chị đâu điếm số đâu.
giờ em chơi mua một số tài khoản đó, có 4 con số đó mấy bà, mà còn bị gạt nữa là giờ em bó tay chấm cơm đó nha mấy bà. Mấy chị không nghe nghe kỹ em nói nha, 7D. Rồi em chốt tình yêu Dương Lon Minh Nguyễn, em có hai chiếc đó, 14270. Rồi vô con, phải không con? Rồi hết nha mấy chị. Bởi nhiều khi em nói lẹ quá mấy chị nghe không rõ. Ngày mai là em có số mới cho mấy chị đó. Bây giờ em tìm mọi phương án cho mấy chị không bị gạt. Chứ số đó mấy chị vẫn bị gạt như thường. Em gầu 28.250 nè. Em chốt với tình yêu Nguyễn Đào cho con. Ok, ok con. Rồi bông này thương hiệu của BBL. À, thương hiệu của BBL nha mấy chị. Em có số lượng là 3 đôi. Ở trên là đá màu đen, ở dưới là đá màu trắng cẳng sờ cừ luôn nha em. Rồi lên lên. Có bán đồ mấy em, khoảng đâu? Cách bên đây sao bỏ hết trơn nha mấy gái. 2g10. Oh sorry, em để chân nhiệt chưa hết. 5g65. Em xem 135, em có 3 đôi. Rồi chốt đơn 3 đôi cho bé Vinh. Nhận hàng cũng đẹp bé Vinh đền 7.625.000. 7.625. Bây giờ em ghi mã luôn đó mấy chị. Em đâu dám cho mấy bạn lũng này ghi mã nữa đâu. Nó ghi tam tà bắt đầu thiên cơ đó. Là hỏi nó, cái mặt nó càng ngu càng ngơ. Hỏi đâu có biết đâu. À, ok tình yêu Bùi Hải Cẩm Tiên 669 hết rồi. Bông tai 7625. Em xem 1350. À, dạ. Dạ mà vẫn có nhiều chị. Có nghĩa là nó vẫn nhắn tin với mấy chị á, là duy nhất nhà em có một số tài khoản đó. Cái xong cái nó cho chẳng hạn như em thấy nha 793939 7939 cái nó cho 939 nó bỏ điên số 3. Mấy chị không để ý. À, mấy chị không để ý mấy chị, mấy chị sẽ bị gạt. Không có đồ xeo mà chuyển móc 50 mà đồ mới gì cơ. Chút ba người mà đồ ngày hôm qua có ông cộng đó, em lấy ông cộng với chị kia. Tại vì chị nào cắt cân đừng để cắt. Tại vì nãy chút ba người là có người đó người ta dài. Rồi đồ lam qua đâu, đây chị lấy cho. Đổi dây đâu, ở đây. Rồi 7.625.000 chút với Xuân Tăng Thị Thanh. Em đồ này em có ông đồ em đẹp không? Chết bà, con dây đó tao bỏ ông vỏ tao. Con dây tao bỏ ông vỏ tao. Nè lấy này kia đi. Cộng em lấy con dây kia đưa chỉ đi. Cắt cái chỉ đi nữa, nói lại cho chị kia chứ giờ chị đâu có bỏ về được. Dạ đúng rồi, cho nên là ngày mai em sẽ có cái số tài khoản là 24-27 của Á Châu. Nghe mấy chị. Ngày mai em có số tài khoản em mới mua nữa đó mấy chị. Là có 4 con số thôi. Là 24-27 vào ngày mai. Bắt đầu ngày mai mới tất cả mấy chị chuyển vào số tài khoản đó giùm em. Là ngày mai nha, giờ này chưa có. 24-27, dạ gái nghe. Dạ. Cho em coi đồ mới được chị. Để kêu mấy bạn đem qua cho em. Ồ, đó bởi vì đó. Nhiều lắm luôn, mắc khách nhiều lắm luôn. Dạ cứ nghe câu đó hoài luôn. Thôi thông cảm giùm em mua trên line nó nhanh. Mua trên line nó nhanh. Đó. Ờ bởi vì thôi gán giùm em đi. Dạ. Rồi cái lắc lời vi bé Vinh có ba lắc, ba nhẫn, hai nhẫn. Đẹp giùm em thương hiệu lời vi. Em bán cho 1350. Em ra chụp cho không sao. Chút xíu xong em ra chụp. Dạ. Chị xong đi cái em ra với chị liền. 4.550.000. Bông em đang đeo là 7.625.000 này chị, đẹp lắm. Bông dòng một vòng tròn hộp em không có chị Bình An ơi, em không có. Bình An ơi đừng comment nữa, em thấy con mình chị luôn. Em không có chị ơi. Bây giờ họ bây giờ không có mẫu đó. Rồi nhận chốt giùm em 455. Dạ em nghe. Nó hỏi đổi lỗ sao? Đổi lỗ 15 bán lỗ 25 chị cùng xài trong nửa tháng này 10-20. Dạ 4.550.000 giùm em là nhẫn thương hiệu éo lơ bí. Ở đây là một cái cục châu hộp nhân tạo nha, cục châu nhân tạo. Rồi. Cái này 7D mà có Pandora mấy chị xinh đẹp, em sale luôn 13. Đây một cái trái tim. Ở đây một cái này, ở đây một cái chìa khóa giùm em rồi chốt đơn 3g. Bây giờ có con cộng một duy nhất. Cái này nó chưa có dây tăng đưa 455 em chốt cho Đức Lai. Nhẫn này cực kỳ modern, em có hai chiếc hà, em không có nhiều. Dạ, một tuần bán lỗ 20, chị đổi lỗ 10 là một tuần. Rồi nhẫn này dành cho chị nào ni tay vừa comment giùm em. Rồi em lên mấy chị. Vòng tay bi em sale cho 1.200.000 một gam, đã chưa mấy chị? Chết rồi, chảy nước miếng chiếc này hết trơn rồi. 15-30 em sale 1.37D. 19.890.000. 19.890.000 giùm em.
19 890 với em là như nào đâu? 7D nha mấy chị, món nha mấy chị. Rồi xe 13. Con ơi nó gớt cái đá này đâu này con. Nè, cái bông này gớt đá này lượm nó lên đi con. Rồi chút đi em dây liền mặt hả? Rồi vòng tay chốt giùm em vòng tay. Sang đậm sâu trời ơi. Có ba nhà ba vòng bốn vòng nha mấy chị. 1.80 mặc ở bển nhiều quá sao không lượm. Cá nùi mặt luôn á, mấy chục năm mặt mà lượm được sao? Đây gái, rất là đẹp luôn giùm em. Dạ bé Vinh ở Long Xuyên An Giang. Rồi nhẫn này là ni số 10 số 11 giùm em. Ni 10 11 8g 20. 9.020.000 để mấy bạn tiếp đi cục vàng. Bây giờ Vinh like không à. 9020. Mấy bạn tiếp cũng tốt mà mặt nó quá trời nhiều mặt rồi mấy cả trăm ngàn cái mặt. Nhẫn này em sale 1.100.000, chị nào bỏ lỡ tiếc nha, 9.020.000. Ni tay số 10 số 11 đeo được full đai. Nhẫn này đụng hàng với Vinh đền. Dư sức bán 1.400.000 đó mấy chị, nhưng mà em không làm vậy. Rồi dòng này em sale 1.150.000. Anh 1.180.000. 24g. Và dòng này em là 27.900.000. 9020 em chốt cho cục cưng Châu Nguyễn. 9020. Rồi lên đền. À, em để sao cho Đặng Phương Thị nha. Mấy nay mấy chị nhớ em nha. Bây giờ em mua cái số ngắn ngủn luôn rồi đó. Mà mấy chị còn chuyển mà còn bị gạt nữa thì em không biết làm sao. Ngày mai bắt đầu chuyển vào cái số là 24-27 giùm em. 24-27 nha, có 4 con à. Tiến lên luôn ha. À, 24-27 á chầu rồi ngày mai nha. Hôm nay chuyển bình thường như số này. Rồi vòng tay là 27.900.000 giùm em. Bao đẹp nha mấy chị yêu xinh đẹp. 27.900.000. Rồi chốt giùm em 1.180.000. Em có 2 vòng, có đủ ni 3 vòng. Cái này bé có 3. 27.900.000 nha. Ồ bao đẹp cực kỳ tuyệt vời. Bỏ lỡ hơi bị tiếc. Bỏ lỡ hơi bị tiếc. Rồi bông sắc Dior màu hồng này em có 4 đôi. Đã tiếp tục nữa nè mấy chị. Rồi chốt giùm em 1.380.000. 1.380.000 5.65. Và bông này giùm em là 7.799. Đó đang đeo là 7.625.000 bông đang đeo nè con. À, em chốt trong inbox hay chị ok chị. Chết rồi cái mặt em này dễ con. Cho boy cái gì đi con. Cho cái gì anh coi anh boy đi con. Mặt con này chú Duyên. Dạ 7.790.000 giùm em. 7.790 bây giờ có 4 đôi thương hiệu của Dior. Nhẫn là vòng tay là 27.9 nha mấy chị. Trời vòng tay này đẹp lắm mấy chị ơi, vòng tay bao đẹp cực kỳ tuyệt vời. Rồi cái này em lên đơn bông nó có màu trắng, chị Hằng đi ngon chốt đi rồi lấy màu trắng nha chị. 7.79 em có 4 hồng 4 trắng. 7.790 em chốt cho Hằng đi ngon này con, kia lấy trắng cho con nha. 7.79 thương hiệu của Dior. À, chị Mai Ngà, chị Mai Nguyễn 7.790. Ok cục cưng Mai Nguyễn. Trời ơi nãy cho con ghi mã đó là mặt mày của mình mấy con à. Đây cho con ghi mã nè. Dạ lấy trắng ok cục cưng, có trắng đó cục cưng. Rồi nhẫn này về được nhiêu trời. Trời ơi nhẫn này đã mấy chị ơi. Chiếc này đã nè. Chiếc này là cái nó sẽ giống cái vỏ sòn ở ngoài Hà Nội mấy chị. Đó. Rồi chốt đơn nhẫn này em sale cho mấy chị 1.200.000. Nabi hả? Mấy đứa nào không trả lời ha. Rồi 690 sắp xếp cho ai trả lời hình hay gì mộng đi Duyên ơi. 8.300.000 giùm em. Lính mày quá trời lính mày ơi. 83. Lính quá lính. Không phải hàm hương nó bị nhức đầu đâu. Tiếc. Hiểu không tiếc tiếc. Hiểu chưa? Tại nó bị mệt đó, nó nghe nó mệt đó. Nó hết cái đó tiếc. Dạ. Bông tai là 7.79, em có màu trắng nha, mấy chị có chốt xong đi rồi mấy. Rồi 8.300.000, nhiều chuyện nó nhào lên liền thôi tiếc. 8.300.000, xuất sắc nha, mới cho một cuộc tình như cả nhà. Trời ơi, 8.300.000. Cái này là đỉnh luôn đó. Nhẫn này bé Vinh có 5 nhẫn, đụng hàng 1 đền trên 100, em chốt cho Tâm Miên Ngô. Rồi là cuối cùng mà, ba bông màu trắng có đơn phải không? Rồi bông màu hồng, chị nào lấy lên đơn, em màu hồng đi, màu hồng cũng đẹp, đi ó này đẹp mấy chị. Màu hồng cũng đẹp luôn, này con chốt xong lên màu trắng nha con. Nhẫn là 8.300.000. Rồi em lên sale mấy chị nè. Thôi giờ này bé Vinh lên sale, sale sâu nha. Rồi, đồ này không có số lượng. Nghe em nói, đồ không có số lượng. Rồi, em lên sale cho mấy chị cực nhiều, cực nhiều, cực nhiều luôn. Rồi, ok nè. Nhẫn 83 chốt cho Quách Mộc Cẩm. À, 83 nhẫn là bao đẹp.
Rồi sòn em lên với chị nha. Đây là một cái nhẫn sòn quá thơm cho một cuộc tình nghe. Cuộc tình dí dáng đó đưa tôi về bên đây. Đây, chiếc nhẫn này em chốt với mấy chị 34.200, quá rẻ luôn mấy chị. Đổi lỗ 10 bán lỗ 15 luôn cho em vì nó quá thơm. Đổi lỗ 10 bán lỗ 15 nữa, chị ghi cái bao bự cho mày lá này nghe, rồi mất tiêu cái viết nữa tao. Vậy ép bạn lớn hả chị, có về bạn lớn hả? Khoan để em coi coi. Tại em mới về bữa nay em còn chưa khui đồ nhiều quá chị, em khui mấy thùng em làm chưa nổi. Rồi em chốt đơn 8.300.000 giùm em, Trịnh An Nhiên 83. Rồi chốt đơn 83 giùm em là nhận. Rồi chiếc này 34.200. Mấy chế ơi nó to đùng mà mấy chế. Đây, nhẫn halo 3 vòng tròn 54 em sale 38.500.000. À em sale 34.200. 34.2 nha cả nhà. Đổi lỗ 10 bán lỗ 15, giá quá rẻ. À 34.200.000, rẻ lắm nha. Chị nào bỏ lỡ nhẫn này uổng đó. Đổi lỗ 10 bán lỗ 15 thôi, 34.200.000 mấy chị ơi, nhẫn to đùng luôn mà. Trời ơi mấy chị, nghe em nói đi. Tin tưởng em. À, em chốt cho Diễm Ngô thêm đôi nữa ha. Ok, cục cưng Diễm Ngô. 779 Diễm Ngô nè. Nhẫn này to đùng mấy chứ, 54 triệu mới được. Hôm em sale 385 đó. Bữa nay em sale khoảng 34.200 à. À. Nó đẹp dữ lắm, đẹp. Rồi lắc này là lắc Amaro. Dạ, chiều dài tắt 6 trở lại giùm em nha. Dạ viên chủ nhân tạo. Lắc này em sale cho mấy chị luôn 1.200.000 gram. Nhận hàng cũng đẹp với Vinh Đình. Amaro luôn giùm em ha. Đây nhìn giùm em. À. Bông nó 2 tầng 3 tầng nhưng cô em có 2 tuần nó về Cẩm Tiên rồi. Có 2 tuần nữa chị Vinh về. Tắc 6 làm cho lại 12.04 gram, em xem 1.200.000 gram. Rồi chốt giùm em là 14.500. 14.500.000 giùm em lắc tay nha mấy chị. 145 bé xem 1.200.000. Amaro siêu đẹp. 1.200.000 gram, bỏ lỡ tiếc nha mấy chị ơi. Mấy chị ơi, mấy chị ơi. 1.200.000, 14.500.000 giùm em 14.5. À không, Sima Chao cô đơn Sima Chao Duyên ơi. Sima Chao, ok cục cân chốt đơn. Rồi người sau là Bella Giỏ nè. À, Bella Giỏ là mã sau nha. Rồi ok cục cân bé Vinh hết. Đẹp lắm mấy chị. Nhẫn là 8.3 triệu. Rồi vòng tay 3 màu. Cái vòng này rất là tươi. À, nó là 3 màu, chủ đạo của nó là màu hồng nhiều cho nên mấy chị đeo cực kỳ sang. Có gì tăng đưa ở đây. Không đẹp em đền. À hình ảnh công dân đó ta. Chú Duy ơi, chú Duy có cái hình ảnh công dân của con không? Giấy giấy chứng minh á. Có hình không? Giấy chứng minh nhân dân á. Cho con cái hình á. Ờ. Chết bà. Ta cần giấy chính không? Em có giấy photo được không? Hay là chút xíu chị đem qua luôn. Chút chị đem qua luôn nha. Chị để ở nhà rồi đi về nhà chị lấy. Rồi 27.400.000 giùm em mấy chị. 27.400.000. Đây 27.400.000 giùm em này nha mấy chị. 274 Bé Vinh có một. À, 27.400.000 đã lắm mấy chị ơi. Cái này tê tái trái tim. Tim nào mà còn nổi với em này. 27.400.000. Lắc đang đeo là 18.30 gram. Em có số lượng là 3 lắc. Lắc ghép nha mấy chị. Viên ghép giữa là viên ghép 3.5 ly. Hộp nhân tạo mà đẹp lắm. À, rồi hàng đỉnh luôn giùm em. Em chốt lắc này cho mấy chị 1.295.000. 1295. Đẹp chưa mấy chị? Rồi em lên mấy chị nha. À, 20.90 gram nhưng 1295. 27 triệu nha mấy chị, xinh đẹp. Bây giờ có 3 lắc 27 triệu. Đó nó đã lắm mấy chị, 27 triệu giùm em. Đủ ni nha mấy chị, 27. 14 năm em ơi. Vòng tay bên đây là 27.400.000. 274 em sale 1.200.000. Nè nghe em nói nè. Cái vòng này xong chốt xong nói Vinh ơi chị không chịu đeo ba màu. MC trắng bảo đảm với mấy chị tươi xanh như nào canh đụng hàng em đền. Dòng bi này bây giờ mấy chị mua trên 1.5 triệu một gam rồi. 37-38 mới mua được chứ không có giá 27.400.000 đâu ha. Cái này mai mốt đổi lỗ 10 là bán lỗ 20 em cho lỗ ít. Đổi lỗ 10 bán lỗ 20 em cho lỗ ít. 27.400.000 con xem 1.200.000 con. Rồi em cho 10 với 20. Cái nào ghi 10 20 ghi vô đeo lâu cũng vậy luôn. Giá 27 triệu lắc tay em có 3 lắc. Cái này mua xong em nói tắt chính được nè. Mua xong em nói tắt chính được. Ồ cái dòng ba màu đó rất là đẹp luôn nha. Dòng đó ba màu rất là đẹp. Dạ đeo hoài sáng hoài luôn. Muốn cũ cũng hơi bị khó. Rồi chốt luôn. 27.400.000. Vỏ sòn mắc giấy hả chị? Sòn mà giữ giấy còn không giữ giấy thì giữ hình trên đó cũng được. Giống như thường thường em đi nước ngoài á mấy chị.
là em không có để hóa đơn được thì không sao hết. 27-4 em chốt tình yêu Mỹ Dung. À, chị Hoa, Hoa Phan là người sao nè. Duyên ơi, theo dõi kỹ giùm chị nha. Hoa Phan ha, Mỹ Dung đầu tiên. Chị Hoa Hoa Phan với chị yêu ơi, Võ Diệu là người sao. Chị đền không được, chị để hai người dự bị sao nha. À, dự bị tới vậy mà em còn không mua chị là chị đánh đòn em đó nghe Duyên. Bấm mỏi tay lắm nghe cưng. Rồi chốt đơn, coi mấy chế lựa gì mấy chế yêu. 27 triệu em chốt chai đây. 27 nè. À, tình yêu Thu Lê 27 chế. Bây giờ có ba lắc em tắt chính với chị được ha. Giá là 1295. À, bây giờ là em ghi rõ luôn. Nè con ba lắc coi bán như nó cục cưng. Cục cưng. À về xuống em ha. Em lấy 274 hết rồi. Rồi vòng tay này chị yêu nào lấy em sale luôn vòng này cho mấy chị 1,2 triệu. Đẹp cực kỳ. Dạ ni tay 50 trở lại. Ni tay 46, 47, 48, 49, 50 trở lại em xem 1,2 triệu. Full luôn giùm em nè, bao đẹp cực kỳ. Cái dòng 274 giá quá thơm á chị. Và cái này cũng thơm nữa. 27 triệu 277 ngàn. 27 27 2277. Xe 12 mấy chị. Trời cái dòng này đã đời luôn nè mấy chị ơi. Đã đời luôn ha. Bên em mình đây trong nửa tháng đợi lô 10 bán lỗ 20 à. Còn qua nửa tháng là 15-25 luôn em ha. Đồ hư nha, đồ lạ không hộp lỗ 20-30 ha. Đồ nhà á, thì cứ 10-20-15-25. Rồi chốt đơn dòng này. Bao đẹp. Rồi đưa anh đây đi chị. Rồi chút xíu không lấy thì qua lấy sao. 27 triệu 277 ngàn. 27-277 dùm em ha. Rồi chốt đơn 27-277. Bihalem đây. Đây Bihalem nó sẽ có hai dáng kiểu em. Một cái bi tròn. Một cái bi này là nó bi nó có thương hiệu LV ở đây. Đó có đủ ni luôn em ha. Chị nhìn kỹ nha. Ở bên đây nó có hoa bốn cánh. Cái rìa ngoài là hoa bốn cánh. Còn bên đây của nó là cái gì luôn nè cả nhà. Rồi em lên cho cái nào. Trời cái dòng này đẹp lắm mấy chị. Y gan như sòn luôn mấy chị. Nhẫn là 8,3 triệu. Nhẫn là 83. Rồi em lên cho mấy chị là nhẫn sale nha. Em sale 1,1 triệu. Rồi lên đơn. Đây chiếc này nữ hoàng mà. Màu vàng hồng. Em sale cho 1,150 triệu. Chủ ở trên là chủ hộp hồng. Đẹp lắm đó chị. Rồi thôi em sale luôn cho 1,1 triệu. Dạ dòng này 36 triệu nha cả nhà. 36 dòng này. Đủ ni bé có đủ ni bé sale 1,35. 36 triệu 1,350. Trời thơm lắm mấy chị. Đẹp lắm luôn. Không đẹp bé đền nha. Không đẹp em đền nha mấy chị nghe. À, nhận hàng cũng đẹp cạch mặt ra. Bóc phớt lên. Không đẹp. Rồi nhận này cho em sale luôn 1,1 triệu. Hộp màu vàng 11 nha mấy chị. 8g 67 nhân cho 1,1 triệu. Dạ 9,537 triệu. Em chốt cho cherry châu. Coi cái đó hết cho chú. Cái màu đó quê quá. Con đang chuẩn bị bỏ đó chú. Cho con bỏ được chưa? Vậy con đặt cái mới nha. Chứ cái đó xấu quá. Rồi 9,537 em chốt cho cherry châu. Xem 1,1 triệu. Rồi em hết đơn. Dòng Highland đó chị nào lấy giùm em. À, chưa con dòng Highland nó chưa ra chốt. 36 chốt cho Duy Tuyên. Hết rồi Hương, Mỹ Hương ơi phải nhanh mới được. Bên em chị nào cầm anh nhanh chốt đầu là em chốt à. Em có lựa đâu mấy chị đừng lo nha. Em bán là em đúng lắm mấy chị đừng lo. Mấy chị chốt trên line là mấy chị sẽ được. À, mua đứng đây còn tại chỗ mua không được kìa. Đứng đây còn không cho mua đi. Cho mua mà. Nhẫn này không là 11g cả nhà. Nó có 6 viên hột 2 ly. 11g. 10g 68 nè. Này 14k nghe mấy chị. 14k. À, có 6 viên sòn 2 ly 2 nha. Chủ ở trên là chủ nhân tạo. Cái này 14k. Nguyên cái vỏ này em bán với mấy chị có 13,500,000. Giá quá rẻ. Giá quá rẻ cho một cuộc tình. À, chắc đặt lại quá chị yêu Toàn Mỹ ơi. Nhiều mà con nãy nó nhiều mà nhắn đi nhiều mà. 13,500,000 mấy chị sòn nha. Vỏ sòn chủ nhân tạo em tặng đó. Chị ơi đặt lại được không. Vòng tay đang đeo nè cục cưng. Trời đẹp lắm Bình Yên ơi. Cái này em cắt ni 48 được. Em cắt 48 được. Chị có nghĩa là chị làm tròn cho em.
nhẫn nam là 13 năm. Rồi chốt luôn em dòng này, trời dòng này đẹp anh chị. 13 năm em chốt cho ai đây? Dạ. Cũng là 10-20% nha mấy chị, nhẫn nó 10-20 được cái bao cô kìa. Cũng vậy thôi, cái đó chị bán giỏ mà. Cái đó bán giỏ mà, 13 năm là Loan Nguyễn đầu tiên nè. Dạ, Loan Nguyễn đầu tiên, Trần Yến là người sao. 13.500.000 đó, sướng chưa mấy chị? Ghi vô 10-15 cho con đứa bao đi con. À 10-20. Khi mấy chị nhìn ngay ngôi sao á. Rồi hết mấy chị xinh đẹp. Rồi vòng tay. Trời, dạ cái đó giỏ sòn mà em bán rẻ đó mấy chị. Giỏ sòn đó, giỏ sòn. Em bán rẻ. Hết rồi, vòng tay 27.200.000. 27.200.000 bé sale cho mấy chị 1.2 triệu. Full day luôn đó mấy chị, full day luôn cho bé. Nam bự không có 13 năm mà rẻ lắm mấy chị. Rẻ cực kỳ rẻ luôn á, rẻ thúi luôn á. Trời ơi chị cái kéo quá con. Cho cô chị kéo anh nhỏ. Mày giả bộ quan tâm tao chút tay. Rồi nhẫn này bé sale cho 1.150.000. À, nguyên cái chùm này bé sale cho 1.150.000 mấy chị ơi. Mấy chị à. Mấy chị đẹp ơi. 1.150.000 giùm em nguyên chùm này. Trời ơi đã chưa mấy chị. 1.150.000 4 chiếc này giùm em. Rồi chuẩn bị lên đơn giùm em à. Đồng hồ bán chưa hả? 58 đây không vừa. 27.000.000 mấy chị. Nhẫn nam hết rồi chị ơi, nhẫn nam hết rồi. Rồi em lên luôn cái nhẫn model này nhất cực kỳ luôn giùm em nè. Soi nha, chuẩn bị soi. Chỉnh sửa đi được. Em sale trong 1.150.000 giùm em nhẫn nữ hoàng 1.150.000. Ờ bây giờ chị đợi em xíu. Ờ cái đồng hồ sao rồi em ơi, đợi em chút. Nãy trả giá xong bớt 2.000.000 mà nói để 1 giờ có lẽ đặt cọc không. Nghe 13.820.000. Cái đồng hồ đặt cọc chưa em, đặt cọc tao lấy tiền bên đây đó nha. Ê 13.820.000. Chị đó chị cũng mau đổi ý lắm. Đây mấy chị xinh đẹp, lên nhận 17-18 triệu bữa gọi hả. Nhận bự hả Duyên ơi. Mày nhắn Duyên bé vàng mấy cái nhẫn đai bia ghép trên bông bự mà khoảng 15-17-18 triệu Duyên. Nhiều kiểu đó, cho chị vài kiểu về đi Duyên. Dạ 13.823.000 nhà em model cực kỳ mấy chị. Rồi nhẫn này mấy chị đeo ngón trỏ cũng đẹp, nó giống như là thẩm mỹ lo lem luôn mấy chị. Đẹp lắm luôn, sang cực kỳ luôn này mấy chị. 13.8. Rồi chốt đơn 13.8, không đẹp em đền. Rồi nữ hoàng, chiếc nữ hoàng này mấy chị. Ở dưới đây này là hộp Amaro nha. Chỉnh sửa đi tay trong vòng nửa nốt nhạc nha cả nhà, vô tư nha. Vô tư vô tư. Rồi lên đơn giùm em 12.22 em sale 1.150.000. 14.053.000. 14.053 giùm em. Ờ lẹ đi phải không. 14.053 giùm em nhẫn này. Rồi chốt đơn 13.8 em chốt tình yêu Vũ Huế. 13.823. Rồi chốt đơn. Rồi chiếc bông mai này luôn em 1.150.000. Chiếc nhẫn vuông cũng đẹp nữa mấy chị. À, rồi chốt đơn giùm em nhẫn này. À, xây bự 16.5. 16.5 em làm đi được mà cục gì. 9.350.000 giùm em chiếc này. 9.350. Rồi bây giờ em sale 9.350 bên hông Amaro nè. À, sale luôn 1.150.000 nha. 9.350.000. Ủa chiếc vuông 14.000.000 đẹp lắm nghe mấy chị. Đây chiếc nữ hoàng này nữa nè. Ờ nó đẹp chưa bên hông nè. Đụng hàng em đền nè mấy chị nha. Rồi nhìn trên giùm em. Quá xuất sắc cho một cuộc tình. À, rồi chốt giùm em 1.150.000. Ông nói nghe nè. Chiếc nhẫn mà 9.450.000 là em biết cái comment này đang bị khùng đó nghe. Chiếc nhẫn nó rất là đẹp luôn á mấy chị. Rồi bông vàng hồng. Em sẽ bông vàng hồng với mấy chị 1.300.000. À, chính là bởi vì em nó à, khoan, bây giờ 1.520.000 em khoan đi, đợi chị chút xíu. Chị sợ chốt xong mà không ấy. Thảo ơi, có lại đặt cặp đồng hồ chưa? Hẹn mấy giờ? Giờ này tao đợi lố 7 phút rồi đó. Tao cho mày tới 2 giờ nha. 9.350.000 chốt cho Sima Chao. 14.000.000 đưa cho em coi lại. Rồi nhẫn vuông giùm em là 7.960.000. 7.960.000 ở dưới đây Amaro trên nữ hoàng vuông nha cả nhà. Rồi 7.960.000. Rồi bông này em có số lượng là 3 đôi, 4.25 gram. Em về năm em bán xỉ hết hai rồi. 5.525.000 mấy chị. 5.525.000. Trời ơi đấy từ giờ chưa gán hả con.
lấy cái điện thoại ra. 83 cháu trai đây, Phượng Trần hả? 83 là gì con? 83 người chốt rồi. Em còn nhẫn vuông thôi. Nhẫn vuông là 7.960.000 nè. 7.960 giùm em là 7.960. 5 năm 2 năm có 3 đôi à. Chốt nhanh, không chốt nhanh không được. Nhẫn này 14.050.000 nè mấy chị. Đẹp gì nè. Hay lắm. Bây giờ cancel hay sao? Cancel này gì? Khách mua gì chị mua chưa? Thôi nay tao mua nè gái ơi. Tiết Mai 7.960. Phải mua trên live mới được để người ta la làng. 7.960 phải cầm điện thoại ra móc. Rồi em lên đơn mua tại chỗ mua còn lệ em nữa. 5 năm 2 năm em chốt tình Thùy DKT. Bông này dễ thương lắm. Để mấy chị nhìn mặt đi, đeo lên dễ thương cực kỳ. Không phải là không công bằng, tại vì em tiễn ra rồi. Không lẽ giờ nguyên cái tủ em tiễn nữa thì em tiễn đâu có nổi. 7.960 em chốt qua tình yêu Tuyết Mai nói em không công bằng đó, chị thấy chưa? Không công bằng. Em để sao cho tình yêu Mai Vân. Dạ chị, để sao cho Mai Vân 7.960. Thông cảm giùm em đi cục diện ơi. Nguyên cái tủ đó tại vì nhiều quá chị nhìn chị mệt đó. Rồi bông tai 5 năm 2 năm giùm em. À dạ. Đã chốt like mà ta còn chốt hộp lên hộp xuống. Nhẫn này là nhẫn vàng trắng BNG 10K nghe mấy chị. À BNG 10K. Rồi em chốt với mấy chị là 2.480.000 một chỉ, hỏng công hỏng hộp hỏng vàng gì hết. Bán lộn chỉ 300. Đổi lộn chỉ 150 nha. 3g này nằm để em chia kìa. Và cái này 8 phân 1. Em chốt cho 2.470.000. Rồi nhẫn này em là 2 triệu nha mấy chị. Nhẫn này là 2 triệu. Bông tai đang đeo là 5 năm 2 năm. Còn đôi. Rồi 2 triệu giùm em chốt đơn. À, cái này vàng trắng ha. Vàng trắng 46, vàng trắng 10k. 2 triệu giùm em. Rồi em chốt cái tình yêu nào đây? À, Love Sunny. Rồi em chốt cho tình yêu Love Sunny giùm em. 2 triệu 10k. Rồi một đơn 2 triệu. Tho Phạm là bây giờ để sao? Rồi bây giờ mẹ sao? Đi chị. Rồi em hết nha mấy chị xinh đẹp. Rồi bông tai em còn một đôi đây. Bông tai nè cho em xem đôi bông ha. Đây. Da Hân ơi đẹp lắm Da Hân. Chị chụp hình cho em xem thử nha. Rồi hết nha mấy chị. Rồi 5 năm 2 năm. Nhẫn 10k chốt cho con. Rồi lắc tay ban. Trời ơi, dễ thương chưa. Đây. Cái này là có một cái sự xinh đẹp xỉu luôn. Đây là một thần tài nha. Ở đây là một cái gấu. Ở đây túi. Ở đây dài guốc luôn giùm em. Em sale luôn cho 1.200.000. Không đẹp em đền. Pandora này thiết kế từ mặt dây chuyền đưa lên. Cho nên là không có bao giờ mấy chị mua nó bị sẽ làm cho mấy chị thất vọng hết. 26g 44. Bé xe 12. 31.728.000. Ôi lộn rồi. Sai rồi. Tại vì bây giờ em lấy ngắn hơn nè trên đây. Giá này chị bán 1380. Em đâu có chia ra gì được. Tại vì nhiều khi em sai rồi, là phải em chia ra như được. Em tiếp như giống như chẳng hạn người ta mua đồ sale, cái lấy đồ mới, cái giờ cái tự nhiên đồ mới cái đưa xuống đồ sale. Trong bọc thì giờ cứ qua lấy chiều dài hỏi chỉ lấy chiều dài nhiêu thôi. Phải Linh nào cái cũng qua hỏi đó đó mẫu. Cũng qua hỏi đó trời. À, giờ vậy là em chốt cho tình yêu Thùy Trang nha, Gia Hân chưa chịu em xả nha. Rồi em chốt cái tình yêu Thùy Trang này, Thùy Trang mua kìa. À, rồi bây Vinh lên đơn 31.728.000. Cực kỳ là modern, cái này khoảng 1.450.000 mới mua được mà không có cham này luôn. Không có cham này luôn, cham này cực kỳ là xinh. Đó mấy chị, cực kỳ là xinh. À, đâu phải lỗ chứ đang chị có tiền nuôi nhân viên nha cưng. Đâu lỗ chút xíu ha, nhẫn 2 triệu em hết rồi. Rồi nhẫn này bé Vinh sale hết 1.1 triệu cho mấy chị nè. Mẫu này em đang lên những cái mẫu đơn giản, tình yêu nào thích đơn giản là comment mua. Tình yêu nào thích đơn giản comment mua giùm em ha. Rồi tất cả em lên hết 5 chiếc nhẫn này trên tay em là 1.1 triệu một gam. Bao đẹp cực kỳ xịn sò. Rồi bé lên chiếc này hết giùm em. Nghe mấy chị. Dạ không em bán nguyên này chứ bán lẻ thằng tài sao bán. Dạ không chị bán nguyên con. Rồi nhẫn 6g 70 em xem 1.1 triệu. Chiếc này là 7.370.000. Dạ 7.370 chiếc này bé xem 1.1 triệu. Đi tay chỉnh sửa đi tay vô tư. 7.370.
737. 31.728 là cái dưới dinh đang đeo nè. Còn chiếc này, 5 chiếc nhẫn này em xem 1 triệu hết, chiếc nào cũng đẹp hết nghe mấy chị. Chiếc nào cũng đẹp hết. Rồi trang dồ 7370. Thu Hà Nguyễn là người sao, trang dồ là đầu tiên nha. Rồi chốt dự bị cho tình yêu Thu Hà Nguyễn là mã sao. 7370 cái nào cũng đẹp chứ mấy chị. Rồi người sao không em, ok là. Rồi. Dòng ba này siêu đẹp chưa? Nè mấy chị. Ni tay từ 48, 50, 51, 52 đeo được. Có nghĩa là em sẽ đổi cái cham cho mấy chị được luôn nha. Dòng ba này em sale cho chị 1.280.000. 1280. Ở đây là một cái ma mèo Kitty. Ở đây cây dùng. Ở đây là hình vương miệng. Ni tay em đang cầm, ni tay 48, 49, 50 đeo vừa liền nha mấy chị. Rồi chốt đơn 20g 14. Em sale cho 1250. Rồi 25.175.000. Rồi ban chốt đơn 25.175.000. Đẹp nha. Đẹp lắm luôn đó mấy chị. 25.175. Rồi chị nào lấy ban comment giùm em Nguyễn Thu Hà phải không? 25.175. Giả lắc đăng mang 31.728.000. 25.175. Dội dòng ban bao đẹp kèo thơm phức. Đó, lắc ban này 45 triệu mới mua được đó mấy chị. Mà anh em đang đeo là nó hơi dài. Nó hơi dài cho nên mình chốt xong mình lấy giùm em. Dạ mấy chị mua xong bên em giao mà không phải lỗi về bên em á. Dù bất cứ lý do gì mấy chị cũng phải lỗ 10% nha mấy chị. Tại vì khách nào cũng vậy hết rồi, tụi em đâu có thời gian đâu làm được nha. À, nếu lỗi do bên em thì bên em trả đủ tiền lại ha. Còn lỗi không do bên em, tất cả người nào cũng phải lỗ 10% nha mấy chị. Cái đó thông cảm giùm em. Rồi chốt đơn giùm em 31.700 tình yêu Phương Thảo. 31.700 Phương Thảo giùm em ha. Chứ ai cũng vậy hết rồi, em làm không được, mình xuất hóa đơn tới chỗ rồi. Nếu lỗi do em thì em để sao cho tình yêu Nguyễn Loan cái dòng ban nha. Chứ người nào cũng vậy hết thì em không có thời gian để làm á. Em không có chị hiểu giùm em nha, mở cửa ra thấy má các chữ tụi đủ hết chưa. Rồi, nhắn đây lên đơn giùm em chiếc Amaro này phải xem 1.1 triệu. Xem luôn cho mấy chị 1.1 triệu nha. Rồi, nhìn giùm em 11 nha, đẹp cực kỳ, chỉnh sửa đi được. Rồi lên lên 4.22 mấy chị, 4.642.000. 4.642 xe 11. 4.642.000. Rồi chốt đơn giùm em 5.1 triệu nha. Xe 11 nha. Rồi cái này đơn giản cũng đẹp luôn giùm em, xe 11. 4.642.000 chứ nhận nhỏ xíu đó, thẩm trần. À nhận Amaro cao có, đi lên chào 4.642. Rồi bé hết. Rồi nhận này giùm em 7.97. Em sale cho 11 giùm em. 8.770.000. Rồi em để sao tình yêu Nguyễn Thanh Thảo là 4.642 chốt dự bị Thanh Thảo. Đẹp mấy chị ơi, toàn ngày nào em cũng lên săn đồ đẹp cho mấy chị hết. Rồi chiếc này giùm em 8.770. 8.770.000, xem 1.1. 8.77. Rồi chiếc này cũng đẹp giùm em. Như tam chỉnh sửa đi được mấy chị đừng lo. Đây chiếc này cũng xinh luôn nè. À, cũng xinh luôn, xem 1.1 triệu luôn. Đẹp không mà. Hồi nãy mấy chị thấy không? Mấy chị nói em không công bằng á, trên like cái nào cũng đẹp. 7.821.000 giùm em. Rồi chốt đơn 1.1 triệu. 7.821. Đây nè mấy chị, 7.821.000 xem 1.1 triệu. Rồi, lắc ban dòng ban. Em có một cái lắc ban này dễ thương cực kỳ. Sale rẻ luôn cho mấy chị nè. Em sale cho 1.280.000, đơn giản dễ thương. Dạ 4.642 em hết rồi, chị nào xả báo xả nha. À cái em hết rồi. 8.770 giùm em là chiếc này mấy chị. 8.77, 4.642 có người mua rồi. 4.642 có người mua. Nguyễn chốt em chốt cho 7.821. Đó, 7.821.000. Rồi ok nè. Rồi chiếc này giùm em 8.770. Dạ một tuần hả chị? Em gắn cố gắng tuần tại vì mấy chị thông cảm em là em cũng nói với mấy chị hoài á. Do là bên em là mấy chị đặt cọc xong rồi đi hàng, cho nó là về cái phần chốt đơn nó sẽ chậm hơn cái người chuyển khoản đủ. Mà bây giờ ý như vậy mà mấy chị bị gẹt hoài luôn. Bị gẹt cái ngày mai em phải mua cái số tài khoản ngắn ngủn có 4 con số. Bên này mấy chị chuyển bình thường vào tài khoản này, ngày mai bắt đầu là mấy chị chuyển vào số tài khoản 24-27 nha mấy chị. 24-27 là ngày mai. Đó là có 4 con số rồi đó, là nhớ trong đầu rất là dễ luôn. Mà còn bị gẹt nữa em cũng biết làm sao. Rồi dây công chúa này em xem 1.2 triệu. Lắc tay em xem 1.250. 9.250.000, đơn giản dễ thương mấy chị. 9.250.000. Dạ 9.250.
Không biết đâu đi tay là chị thấy cái đứa đi học quá, chị đâu nghe giùm em thôi là được. Còn biết đâu nó chụp hình gửi qua. 9250 bé sale cho 1.250.000. Sáng thức chị mày đi chân đồ cho tao nghe mập thôi. Giao không thoảng ngoài cái tủ tao kìa, thấy ghê quá. Đó, đợt tao giao cho mày nó đẹp. Tao kiếm đứa nào đẹp tao giao đi, chứ giờ sao giờ con. Giao xong rồi soạn đơn xong rồi buông ra cô nghĩ đó mày ghi địa chỉ. Rồi cái vụ mà làm gì đó là cái vụ nắng em báo nắng chưa? Kêu làm liền đi cưng, chị đang cần không chị? 925 em chốt tình yêu Cẩm Hà. Thúy Duy em để em chốt dự bị. Dây chuyền là 7.800.000 dây công chúa. Em bị bơm á mấy chị, em mới bán 2.200.000 cho mấy chị. Rồi lên xe dây bơm đẹp, mà bình thường đồ bơm rồi dành lộn không à. Dạ nó ngộ vậy đó, dành lộn xong không lấy. Vậy đó, mấy chị cắt cớ với em vậy lắm. Mà không có mấy chị chữ thấy mụ nội luôn nha. Trả tiền cũng không chịu, cái gì mấy chị cũng không chịu. Chạy sắc bắt sang bang với mấy chị. Chữ em bè le hột me hột e. Rồi chốt giùm em 7.800.000 xe 1.200.000 quá rẻ cho một cuộc tình. Dạ, cho nên là dạ để gì đó. Nó cho mấy chị ha, nó sẽ cho thiếu điên con. Chẳng hạn như 073939 nó cho 07939 797979 hai lần thiếu điên con. Đó, rồi có chị vẫn bị gạt như thường. Nha, 10 mấy triệu, ha, 30 mấy triệu vẫn bị gạt như thường. Tại vì nó cho thiếu điên con. Bây giờ em đi mua số tài khoản có 4 con số thôi. 27, 24 mà có 4 con số mà còn bị gạt nữa thì ông nội em cũng biết đường đâu giải quyết nữa nghe mấy chị. À, ngày mai bắt đầu là gửi số tài khoản đó. 7.800.000 cho sợi dây công chúa này giùm em 78. Rồi lắc tay Pandora. Lắc tay Pandora. Em sale cho 1.200.000 nghe em nè mấy chị xinh đẹp. 12. Đơn giản dễ thương. Dạ. Đẹp chưa mấy chị? Đơn giản mà dễ thương. Rồi chốt đơn giùm em. 11.28 em sale 1.200.000. 13.530.000 mấy chị ơi, 13.530. 13.530.000. Dạ cọc giùm em là 5 triệu, phần còn lại em thu hộ nha. Đem về cái món này lại nó nằm sao á, nó không đều. Rồi chốt giùm em 1.200.000 gam, 13.500.000. Em làm tờ bạc luôn đó chị. Rồi vậy mẹ cái khoen này. Chắc nó không có nghe cái khoen. Đưa kìm ơi con. Đứa nào lấy kìm ơi. Tao kêu đi lấy đi, phải đợi kêu đúng tên á. Rồi 13.530.000 giùm em chút đơn. Tình yêu Bích Tiền Lê 13.530.000 xem 1.200.000. Ban rẻ mấy chị, cái này ban quá rẻ luôn á. Rồi chốt đơn giùm em 1.353. Rồi ok. Rồi vòng tay cặc chía. Ni tay 48 49 50 đeo được, em sale cho 1.290.000. 48 49 50 đeo được, em sale 1.290.000 nha mấy chị. Rồi 42.500.000. 42 năm. Đây này nó đẹp gì nè mấy chị ơi. 42.500.000. Dạ ni tay 52 trở lại giùm em, 49-52 đeo dừa. 49-52 đeo dừa giùm em, dòng bao đẹp 42 năm. Mặt này em sale cho 1.100.000 1 gam nha mấy chị, 11. 11.734. Dạ 8.074.000. 8074 giùm em chốt đơn. 8074. Em sale 1.100.000 1 gam cho mặt này luôn giùm em, sale 1.100.000 8074. Dạ lắc tay em để tình yêu Như Tú mã sao, chốt dự bị cho Như Tú nha. 13530. Dòng tay 58 triệu, em sale 42.500.000 dòng tay này. Đẹp như dòng tay sòn, đổi lỗ 10 bán lỗ 20. 42.500.000. Sale 125. Dạ anh Trang em chốt tình yêu 8074. Anh Trang 8.074.000. Rồi chốt đơn cho anh Trang. Bây giờ hết, rồi cái này lên đơn. Nói mấy cái dây này bỏ vô nhúm nhúm cái ghi nghe chị nghe cơ. Nói gì? Tiếc ơi. Mày gỡ chùm dây này ra coi mày làm mày gỡ luôn đi. Dạ dây mặt chữ công. Túi tiền em sale luôn 1.3 triệu. 13. Mới nha em có cộng 1 duy nhất à. Rồi em sale luôn 1.3 triệu. Quá xuất sắc cho một cuộc tình. Chị nào bỏ lỡ tiếc công 5D. Cộng túi tiền Hermes nha mấy chị xinh đẹp. Dạ chốt giùm em là 10.950.000. 10.950.000 giùm em ha. Rồi lên đơn.
Nhắn hồi nãy mã nhiêu chị? Dòng tay là 42.500 cục vàng. Có một cộng 1 à. Em sale luôn 1.3 triệu, đụng hàng em đền. Mới về lung linh 42, 43, 44, 45 đeo được 10.950.000. Rồi nhẫn bao tiền em có 3 hồng 3 trắng. Đây em lên màu trắng chút cho mấy chị nè. Nó màu đen lắm mấy chị. Đó. Nó màu đen cực kỳ. Màu đen cực kỳ. Rồi bông tai này bé Vinh sale luôn 1.2 triệu gam bông tai. Vòng đi em đang đeo 49, 50, 51, 52 đeo được 6 gam 48 bé sale 1.2 triệu. Bán lẻ hình như ông Sứ có nhận người nào quen của ông có duyên mẫu ơi. Để tao nhận rồi, cái tao cho nghỉ cái ông chữ tao. Cái tao hỏi có xấu không? Không nói xấu. Rồi chốt bông tay giùm em 7.777.000. Em xem 1 triệu à. 1.2 triệu gam em có ông đôi duy nhất 12. Rồi lắc tay này em còn 2 sợi. Em xem luôn 1.3 triệu. Em xem luôn 1.3 triệu nghe mấy chị. Bông tay 7.777.000 rẻ lắm. À, rẻ cực kỳ luôn. Dòng Vinh Sale có 1290 thôi em. Dòng Vinh Sale rẻ mà, cái đó hôm nay 1.450.000 rồi. 1.3 triệu ra mấy chị, chốt đơn 13. À, lắc tay là thương hiệu của Dior, em có 3, em sale luôn 1.3 triệu ra. Dạ đẹp xuất sắc, em chốt tình yêu gái xương rồng hả? Trời ơi, sao vậy? Tao kêu mấy gì á? Không, tao quên rồi. Phải phải. Rồi Nguyên Phạm làm để má sao chốt dự bị cho tình yêu Nguyên Phạm 7.788.000. Rồi bé Vinh hết mấy chị. Rồi Luxex Dior 8.55 em xem 13. Dạ 5 con số 1 mấy chị ơi. 5 con số 1. Sổ số lô tô chuẩn bị ra số 5 con số 1. À, em xem 1.3 triệu nha mấy chị. Rồi em có tổng cộng là 2. Nhận túi tiền em xem luôn 1.3 triệu. Em có 3 tu tiền mới sale luôn 1.3 triệu. Lắc tay bé Vinh có 2 hàng mới nha. À, lắc tay bé Vinh có 2. Rồi Beatrice em có 10 con bo Beatrice màu trắng, em sale luôn 1.3 triệu gam Beatrice màu trắng. Rồi nhẫn này chốt đơn giùm em. À, Beatrice 6.94 em sale 1.3 triệu. Dạ 8.922.000. 8.922 sale 1.3 triệu. Beatrice này em có 10 con, bữa nay em về được số lượng 10 con. À, rồi dây chuyền này mấy chị ơi, đây dây chuyền xem. Xéo luôn sao dây chuyền này 1.2 triệu. 12 luôn nghe mấy chị, dây chuyền đơn giản dễ thương. À, Beatrice em chốt cho chị Hằng Niên Ngô nè con. Nè con đứng như con chụp cái đây. Lấy luôn dây này đi mấy chị, dây này em xem 1.2 triệu quá rẻ. À, 11.111.500 con số 1. À, bán gì hỏi không trả lời hả? Lo nói hả chị? Chị ơi tại nó không thấy comment đó chị ơi. Chị la đó tội nghiệp em. Tại không thấy comment. Em nói đứt gân cổ em đây nè. Dạ chị Hằng đi ngon 8922. Đưa cặp 3 triệu rồi ở tình yêu. Quỷ. Quỷ xui. À, đi chơi đấy làm gì. Cái kiểu là quen quen cái đất đi chơi về biết làm gì mấy chị, cho đi chơi luôn cho rồi. Rồi 5.500.000. Dạ đây em chị hỏi gì chị hỏi lại đi chị ơi. Rồi 555511 nào, Quỳnh Nhung ở Long Xuyên ăn vàng nè, 67 Mai Đỉnh nè. Rồi chốt mặt này, dây chuyền là 14.484.000. Em lấy 2 con, ok cục cưng, 2 con. Rồi chốt cho hàng đi chứ con. Cái này em có tên chục nha, dây riêng chị. À Beatrice màu trắng nó vô lấy 2 con nha chị chứ đi, là chị lấy màu trắng á. Rồi dây chuyền chị nào chốt đơn em xem 1.2 triệu, 18 triệu mua được nha. 14 triệu à. Lấy cái gì vậy? Bỏ nhúm nhúm ghiền để vô đó rồi nó đường chụm nữa ta bắt gỡ nữa. Trời ơi. Nè lấy Beatrice 2 con này vô nam cao chốt đơn. Chị Hằng lấy 2 con. Chị che đi chồng con vô ơi lấy 1 con 3 con đi vô. À, 14484 nam cao. Nhà văn nam cao. Rồi em chốt tình yêu che ghi chồng. 8922 cho nó từng sao chị xuống em. Chị mới nói chị nhắn này nè. À. Lên dễ ép đó chị, dễ ép không gầy em, dễ ép đợi đi em về gầy máy cho, không em nói bên đây. Rồi mấy chị cái này em chốt đơn hay là trăm mấy? Rồi em sale cho 1.2 triệu gam mấy chị, rồi kiền bính nha, kiền bính, kiền bính, kiền bính, cái này em cho nhận một chị Vinh này. Mặt này em sale cho mấy chị 1 triệu gam nha, mặt nữ hoàng, để sale cho 1 triệu, rồi chốt đơn giùm em, 5.330.000.
mấy chị ở đó sao ghen quá, dám đi sửa mũi 3-4 lần, sửa ngực 2 lần chứ giờ kêu em đi cắt bông mở mắt là tự nhiên em tưởng tượng ông đâm kim vô em đau quá thì em làm. Ừ, ngực 2 lần. Ờ, ham to giờ muốn nhỏ lại sao nhỏ. 5-3-30 mấy chị. 5-3-30 em sale 100 triệu. Ok, tình yêu kim tho. Hồi đó nó nhỏ 250 mấy chị. Thấy không chịu, đòi lên 350. Cái giờ lên 350 cái thấy nó bự quá muốn nhỏ lại. Chồng nó bị khùng, làm nhỏ lại nó sẽ bị dài ra. Là nó bị giãn á mấy chị, nó bị giãn á. Cho cái bọc bấm nhỏ đi để ba cái ban cho em. Rồi đây là một mặt của thương hiệu cạc chia. Rồi em chốt luôn mặt cạc chia bi này giùm em xem 1,2 triệu. Chị đang làm gì hả chị Châu? Chị sửa mũi, hút mỡ bụng hay làm gì đó? 6648. 6.648.000. Em xem 12. Nhưng học vậy con. 6.648.000 mặt cạc chia. Em ở 39 Nguyễn Huệ B, Long Xuyên An Giang, thành phố Long Xuyên An Giang nha. Rồi chốt đơn lắc tay này em xem có 1,1 triệu. Quá rẻ cho một cuộc tình, sang lắm mấy chị ơi. Sang nắm, sang nắm. Rồi ni tay 50, tầm khoảng 53 trở lại. Chị đang đeo xem 1,2 triệu nè. À, đúng rồi mấy chị, nhiều khi cái bụng nó mở quá mà kêu đi tập thể dục mệt lắm. Giờ có tiền đóng mẹ vô 80 triệu đi, làm thành bụng mi mi đi mấy chị. Ờ đó có cơ, ờ đó cắt mẹ ăn đường đi. Chứ giờ đi tập đau với bà nội. Thiệt sự luôn. À, hôm nay làm răng ha, giống Đoàn Di Băng ha. Trời nó bị thọng bà nội. Bị sợ. Em nói thôi giờ nó bự quá, hỏi sao vậy? Bự hay mập quá à? Đảo nói tại bà mập, chứ mắc gì tại hai cái dù khu của bà mà bà đỡ thừa. Để y đó cho tôi. Em nói chắc em làm nhỏ lắm, nó bị khùng hay gì à? Vòng đinh đeo 42 năm chị Loan Hà. Kiền cổ mày căng cho tao ơi Duyên. Lắc tay 32g 11. Em xem 1,1 triệu mấy chị. Cái này mấy chị mua thị trường đến là 1,390,000 nha. 45 triệu mới mua được á. 45 mới mua được á. Em xem 35,500 triệu mấy chị. Vòng đinh 42 năm giá quá hôm. Dài bạch kim 750. Lắc tay này em chỉ có cắt ni được thôi. Ni tay 52, 53 trở lại giùm em. 52, 53 trở lại cho bé Vinh nè. Rồi chốt đơn giùm em lắc này. 35,500,000 xem 1,1 triệu giá quá rẻ. À, xem 1,1 triệu giá quá rẻ cho một cuộc tình mấy chị ơi. À, dòng đinh đang đeo là 42 năm. Rồi lắc tay em là 35,500,000. Xem 1,1 triệu, 45 xe 35. Lắc này mẹ mốt đợi lô 10, bán lô 15 cho em lắc này, quá rẻ. Em xem quá rẻ cho nên là em thâu cho vô lô ít nha mấy chị. Rồi chốt đơn lắc này đi con, sửa lắc này. Lắc này tình yêu này vô mánh nè, 10-15 chốt. 10-15 chốt, xòn nha, lá xòn nha. Rồi em có một cái mặt này, em sale cho mấy chị là 10 triệu. À không chị cứ lắc đó. Nếu mà chị 5-6 chị phải đợi em nói mắt, mà em gửi lên Sài Gòn nói mắt cho chị. Thì nó khoảng có 5 ngày em ship được không? Chốt đơn vòng đinh, ok cục cưng. Hôn môi xà mi nha, mâm mâm mâm. À không ơi, về mâm mâm là ăn mấy chị ơi, mâm 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 là hôn đó. Rồi gửi 1,000 nụ hôn cho cả nhà. 999 đỏ hoa hồng. Ê Duyên, tao nói mày nghe nha, tao like tao bị ghiền nha Duyên. Hôm qua lúc 3 giờ mấy tao ngưng cái tự nhiên tao ghiền mày. Tao nói ủa giờ này tao đâu làm gì đâu Duyên. Không lẽ tao like nữa thôi tao bị mắc lời hứa với mày sao? Tiếc. Chị bị mắc lời hứa thì chị nói với nó là chị sẽ không like nữa. Mà chị nói lỡ nó uy tín với tụi nó quá trời. Rồi cái vợ tao vậy sao được. Xuân Trần 35,500,000 chứ em ngồi em ngứa lắm mấy chị. Em đâu làm gì đâu mấy chị. Mấy chị thấy em về là em có sức sống đó chứ em đi chơi em. Cái kiểu như em bị mệt mỏi, em bị quải trong người em sao đâu. Ông nói trời Phật ơi đi chơi cái kêu chụp hình có nó mập hoài không chịu chụp hình. Cái em nói chị nghe em kêu em làm vét. Em có hai vét làm hoài em nói. Ủa bà không đổi mẫu không đổi kiểu đâu. Tôi nói tôi có hai vét gì đó. Bây giờ chị không chịu thì thôi. Ông nói lên YouTube kêu ta đứng ta tập đi. Mà em đi mấy đứa gái chụp hình nó mất cỡ chị. Trời em chụp mất cỡ. Mà chụp em mập lù chụp như một con heo. Ừ. Tại ông chụp em mập quá mấy chị. Dú ơi bà có bác dòng đinh không mà cho em chiếc bán đi vô. Dòng đinh bự đó có bán không? Cho đi. Ê cái này quá rẻ nè mấy chị. Nhẫn này em sale cho mấy chị bữa nay có 26,300,000 quá thơm luôn. Nhẫn này thị trường bán 60 triệu luôn á mấy trời. Bán mắc lắm luôn á. Mắc lắm nha. Chốt đơn giùm em 26,300,000 đổi lỗ 10 bán lỗ 15. Kèo quá hơn.
Ủa không, là chị chịu ghé em không? Chị H. Chị H ơi, chị Hiếu. Hôm nay có ghé không? Dạ hả, 26 triệu. Cho em đi. Cho em đi, cho em đi. Không, nè vô tôi bán. Nè, có chị vô kèo thơm, 263. Nhiều nhiều lúc coi like ngủ ngon. Chị bà đang khen em hả? Chị cho về cho cháu nè, nhiều lúc nghe like ngủ ngon. Ôi chị ơi, nghe like mua dẹp chứ nghe like ngủ ngon. Đây nè, em kể với chị nghe nha. Em bị bữa em đi chơi mà em bị chữ nhiều á, là tại vì con Ngọc Quyền, ca sĩ Ngọc Quyền nè, nó ghi đơn giá tào lao đó, mấy chị lộn mấy quyền chị chữ em vậy đó mấy chị. Là Ngọc Quyền nè, bữa nay em nói về về em tự ghi nha. Dạ em coi lễ ghi tào lao xem biết đâu mà. Dạ 1.380.000 nó ghi 1.200.000 rồi mấy chị. Dạ 1.250.000 cái nó ghi 1.350.000, nó ghi tam tào bắt đầu gì đó là xây qua là nó sụp mi nó ngủ không nó. Cho nên là lúc đó nó đang ngủ đó mấy chị. Cho nên là hôm qua là em bị te tua te tả luôn đó. Dạ em sợ rồi, em đâu dám cho ghi nữa. Em ghi nè. Duyên ơi. Ủa cái này có lộn không mày, sao lên giá có 9 triệu mày? Gì? Chứ nhắn nè. Tao đợi được nha, đừng đặt lại nha. Rồi chốt giùm em. Nhắn to đùng giùm em. 9 triệu chiếc nhẫn này giùm em mấy chị, vỏ sòn. Chủ ở trên là chủ nhân tạo. Rồi, nhẫn này chị nào chia sẻ vô chốt, không chia sẻ đừng chốt giùm em, đặt lại không được nha. Lãnh đặt lại không được. Rồi, 9 triệu chốt đơn. Rồi, hình như tao qua tao ấy rồi nha, tao ấy rồi nha. 9 triệu giùm em mấy chị. Ủa xi men xưa hôm ngày có về không em? Xi men đưa mấy cái kiện qua chị đi. Đưa kiện qua chị. Ừ, đưa kiện chị lên nè. Chốt đơn 9 triệu giùm em nè mấy chị, đặng 3 giờ em đi ngân hàng đó. Rồi chị bánh tí là hơn nè, để hôm nay tôi về chị chốt em không được. Rồi chốt đơn 9 triệu tình yêu bánh tí, nhanh mấy chị. Rồi hết nha mấy chị ơi. Rồi em chốt mình chị bánh tí thôi. Chứ để mất công ở đó là mấy chị nhớ em nội dung chuyển khoản với để số điện thoại nha. Ủa Duyên ơi. What do you claim 24 triệu tại sao mày bơm tao nữa rồi? Gì cũng bơm em nín hình nè chị ơi, nó không biết gì đâu. Nhà này phân ra 4 tổ rồi đó. Tổ bán lẻ nè, tổ lên bill nè, tổ trả lời inbox nè, đó, tổ đi hàng nè. Đó. Rồi chốt nhanh. Bây giờ làm tốt là 1 tháng là 1 tổ rồi thưởng 3 triệu, tháng nào mà bị mắng vốn nhiều quá mà xuất bill trên 5 ngày là tháng đó tổ đó không được thưởng nha. À, là nhà có 4 tổ đó em mẫu. 1 tháng thêm 12 củ nữa. Chấp nhận thêm 12 củ. À, làm tổ 3 triệu tự xử với nhau. Bên Duyên mà mắng vốn hay gì mà trên 10 người là rồi, nghe tháng đó không có đồng bạc nha. Online này mà trên 5 ngày là không có đồng bạc luôn. Ôi chị ơi, chị em mới tổ. Ê, mày tổ lưu động. Ôi trời ơi. Ai mới hỏi rồi, cuối cùng nó tổ nào em quên, tổ mi mày qua tổ chị nè, tổ trưởng nè con. Đi qua đây. Tổ trưởng khớp. Cho mày coi đó, mày có đồng bạc rồi đâu. Về con, tổ trưởng tổ dân phố con, tổ đi hàng. Bà với con Bích với con Mẫu với Hoàng Anh là anh tổ. Với đó chú Di là anh tổ đó, chưa anh tổ đó. Hiện tổ thấy bây giờ tiền lương, tiền ăn, bây giờ tiền thưởng đó mấy chị. 24 triệu giùm em. Ê, tổ lên bill. Hoàng Mỹ Quỳnh kìa, em chốt bông xe từ 29 tháng 5 tới giờ chưa lên bill được nè chị. Rồi, không có đồng bạc, tổ lên bill không có đồng bạc. Em nói nó tổ lên bill không có đồng bạc. Tổ online bây giờ thôi là hay gì đi chị, hay là mình làm ví dụ như thưởng thì thưởng 3 triệu mà làm không được đền lên 1 triệu. Chắc em lấy tiền đền hay nhiều mà nghe. Đền lấy chị nhiều. Em 4 triệu bông sờ. Em thưởng 3 triệu mà còn làm không tốt. Trả em lại 1 triệu thôi. À xíu cho em chứ nhận thiếu 5 hộp luôn. Ừ, bởi vì sao mang hàng Lê gửi lại cho em đi, em nhận hộp cho. À, kìa chị yêu kiến Trần kêu phạt thêm, kêu phạt chiếc này tao giàu luôn rồi. Tại nó làm tào lao lắm mấy chị ơi. Nó làm tào lao lắm mấy chị. À, chốt đơn giùm em nè. 24 triệu giùm em, 38 triệu. À, kêu Vũ đọc tin nhắn của em, Vũ ơi đọc tin nhắn của heo heo. Rồi chốt đơn giùm em 24. Lên đơn bông sòn to đùng mấy chị, đổi lỗ 10 bán lỗ 15 nha bông ghép. 38 em sale 24. Đổi lỗ 10 bán lỗ 15, giá quá hôm cho một cuộc tình. Cuộc tình này ngọt ngào lắm nghe mấy chị. Ngọt ngào đến mấy không bằng Vinh nè. Trời ơi, 9 triệu 9 giùm em mặt này. Chủ nhân tạo em tặng.
Chủ nhân tặng tặng rồi, chuẩn bị lên sale xíu nha. Mong sao 24 chút tình yêu toàn Mỹ. 27-24 triệu. À, đáng lẽ mua nữa mà cộng hơn một tuần. À, đó chị Ngọc Lan Viên. Cho nên buổi sáng 9 giờ mấy chị cần mua cái gì, thật sự chị nào cần mua, chị nào cần mua không chị, Sài Gòn không, không có nhận phí, nó là khách của Vinh qua nhận thôi. Đồ của em, chị mua của em thì qua nhận bình thường, không không có nhận phí. Chứ ở bên quận 8 đó chị gặp bé Hiển bánh hàm em ha. Rồi ngày buổi sáng em con bữa nay có đăng cái bảng không? Ngày nào 9 giờ sáng tới 10 giờ cũng đăng cái bảng lên. Chừng nào mà em chuẩn bị livestream 10 giờ mấy là em sẽ xóa bảng. Cho nên cần mua cái gì comment vào đó giùm em ha. Đó là cần mua giùm em. Hotline cưng lắm ha. Ai đó nghe nè, Zen Zen hay là khen Hàm Hương kìa. Em kể với chị nghe Hàm Hương này nè, Hàm Hương làm gì thôi cái đầu hơi bị nặng tại vì nó làm lớp trưởng trong lớp á mấy chị. Hôm qua nén tin em, nó nói là nó cần nghỉ gấp một ngày hôm nay. Ừ, cái em nói ủa cưng bị gì vậy? Cưng bị bệnh hả? Dạ em bị sổ mũi. Cái em nói chị chưa về thôi, cưng gán giùm chị một ngày đâu. Nếu vậy em sẽ cố gắng làm. Cái em nhắn lại, em nói cưng nghỉ một ngày hay sao để chị biết sắp xếp. Không nghe chị, em nghỉ một ngày nha. Không nghe chị, em nghỉ một ngày nha. Phải xà mà muốn chết luôn dưới đó trời. Lên đây kiện đó chị. Đưa em kiện em, 9 triệu 900 ngàn ở mặt sờn. Dạ em không có chi nhánh ở Sài Gòn, nhưng mà em có nhà người thân em ở trên Sài Gòn á. Nhà nhỏ em ở trển á, nhỏ em bạn gì ruột á mấy chị. Chị cứ qua đó đi không sao đâu. À, tất cả mọi người đều qua bên nhỏ em ha. Em có nhỏ em trển. Chứ em đi thì phải đóng cửa luôn đây mới đi được á. Về nguyên tiệm mà đi chứ đâu có mở thì em làm được. Không ăn nổi đâu. 9 triệu 900 ngàn. Chị ơi kiền này Minh Thiên Nguyễn em chứ. Kiền này em sale cho sập nguồn nè, 1 triệu 90, 42 triệu 99 em chốt cho Minh Thiên Nguyễn kèo thơm. Đổi lỗ 10 bán lỗ 15. Rồi kiền này lên đơn giùm em 42 triệu chị ơi. Sale 1190 chị ơi. Kiền hôm nay chị gửi 50 rồi chị ơi. Rồi chốt giùm em 42 triệu 42 42, 42 nha mấy chị. Chốt đơn giùm em 42. Trời ơi đẹp lắm chị ơi. Đây nè, xuất sắc luôn giùm em. Gió giòn to to hả? Mai lên tiếp nha. Mai lên tiếp, tại bữa nay em nhiều đồ quá rồi. Mai ngày mai, mai em lên cho. Em hứa mai em lên giòn tiếp tới lắm. Đây là dây nam nè mấy chị. Dây nam siêu đẹp trai. Em xem 1 triệu 2 gram dây nam. Rồi kiện này em xem luôn cho 1 triệu 2 gram. Nè mấy chị. Chụp không ạ? Chị cái kiện nó đẹp lắm mấy chị. Comment em kiện nó 25 triệu đi. Con vô 42 vô cửa hàng đi ngô coi đi. Đẹp hả chị Hằng ơi, yên tâm. Đẹp, em nói đẹp là đẹp. Em nói xấu là xấu, cái này em nói bị lỗi sao là em nói bị lỗi gì. 25 triệu giùm em. À, tại nó nặng số lượng hơn á chị Phượng Trần ơi. Nó nặng số lượng á chị. Giống như có cái nó 6 triệu mấy, có cái nó 7 triệu mấy. Có đợt nó 9 triệu, có đợt nó, tại nó trọng lượng nó nặng á chị Phượng Trần. Chị coi giùm em cái giá 1 triệu 3, 1 triệu 3 50 đúng chưa. Nó tính chuyện 1 triệu 3, 1 triệu 3 50 là đúng, tính chuyện 1 triệu 4 mấy là không đúng. Rồi dây chuyền nè mấy chị. Dạ bắt đầu từ 15 tây tháng này em cho tụi nó đi chơi, bắt đầu là em áp dụng từ 15 tây trở lên á nha. Rồi chuyền giùm em comment đại giùm em 25 triệu đi mấy chị. 37 gram, bé Vinh xem 1 triệu 2, 44 triệu 400. Dây bao đẹp nha mấy chị, chiều dài 5 tấc rưỡi 6 tấc, xeo có 12 thôi, 44 triệu 400. Rồi bông này thương hiệu của Homemade nha, bông ngựa thương hiệu Homemade. Kiền này em xem 1 triệu 2 gram nè mấy chị, 25 triệu giùm em. Mày cắn cái kiền này coi chính xác nhiều cái gì. Dạ, bữa nay em mập á mấy chị. Em ra ngoài cái em ăn bún chả, bún mơ, đồ ngon quá em đâu chịu nổi. Rồi vòng tay này đi tay 50, 51, 52, 53, 54 đều được. Mới về chưa cưa bọc nha. Em bán giá sale 129. Em bán giá sale 129. À bây giờ mà em kham cái vụ mà tụi nó mà, dạ tụi nó đặt đồ với em khùng á chị. Em đặt đồ với em khùng á. Tại vì hồi xưa nó có nhóm tạo nghiệp á. Bây giờ khách cũng dễ thương lắm, chịu đặt cái gì nó cũng à. Em nó đặt em muốn điên luôn mấy chị ơi, em muốn điên luôn. 47 triệu 260 ngàn. Dạ ni tay 52 tới 55 đeo được nha. Chị nào ni tay to. Đẹp cực kỳ, không thua gì dòng sòn 2-300 triệu nha mấy chị. Dạ không thua. No never, không thua luôn. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi. Ni tay 52, 53, 54, 55 đeo được dùm em dòng này. Bỏ lỡ tiếc.
Rồi nhẫn này bé Vinh có số lượng là 3 nhẫn này. 25 kiền em chốt ơi, tình yêu nghe trần này con. Rồi con lên tính tiền hay chết đi, cô chưa có ghi cái đó. Đây lấy kiền bọc, lấy cái bọc bự nè. Bọc bự 25. Đâu rồi? Chết bà, cô bỏ cái viết đâu nữa rồi con. Lấy chị cái viết coi Ngọc, em. Có mật rồi. Mày đưa tao, thấy tao biết có mật không, có mật không chị? Bảy gì? 25 triệu nè. Rồi bây giờ sale 1,2 triệu. Rồi chốt kiền nha mấy chị. Rồi đó này em 6g 32, em sale cho 1,3 triệu. Nhận 8,216,000 mấy chị. 8,216. Quang Anh hả, chị vừa giỏi nè, duyên dáng mà lại xinh đẹp nữa. Trời ơi tôi chịu. Nói chứ không có đâu, bình thường, chị bình thường em. 4,5 tấc giùm em sale 1,2 triệu. À, ok, tình yêu Hoàng My Quỳnh nè. À, chị hỏi mấy bạn lên bill cho em đi nha, chứ em trong đợi hàng về em sắp khô héo luôn rồi. Ok, cục cân 8g 05. Đó. Ờ, tao quên ha, My tao vô nhóm nào trời. My về nhóm tổ trưởng vậy nè My ơi. Rồi chốt giùm em 96,60. Dòn đơn cho Sima Trao 8,216. À, quên mất tiêu, ờ là làm tổ trưởng sướng. My nói, ủa ờ nhóm có chức là cất chó đó. 9,660 giùm em. Xe 1,2 triệu. Xe 1,2 triệu chị dây 3 màu nha. 3 màu nha cả nhà. Rồi nhìn giùm em. Đỉnh đẹp giùm bé Vinh, xe 1,2 triệu. À lai bill 26 à, 26 này bán 6 rồi. Bán 6 mấy chị. Mấy bà mua em đỡ đó. Em mua bên con bé gì, bé Dương kìa, đồ Mỹ, trà lâu cũng chết đi kìa, em còn chưa la lối nữa, em chuyển nó mấy chục triệu kìa, chưa la luôn gì luôn. Rồi nhẫn đây giùm em, có 6 viên hộp vuông giùm em nha mấy chị. Nhẫn này giống như thương hiệu của Rolex vậy nè, đẹp giùm em đó, coi nó bao nhiêu ca ta. Cái này không biết nó 14k hay 18k nữa nghe mấy chị. Một là 18, hai là 14 nha. 9586 như 10g. Nguyên chiếc nhẫn này em bán rẻ luôn 13 triệu giùm em nè. Nguyên cái nhẫn luôn bán rẻ 13 triệu. Một là 18k, hai là 14k vỏ sòn nha. Đây 13 triệu, đổi lỗ 10 bán lỗ 15. Quá rẻ cho một cuộc tình cho nên em cho cái phần trăm lỗ luôn. À, rẻ luôn 10, 15 giùm em, sòn, vỏ sòn, chủ nhân tạo nha. Vỏ sòn, chủ nhân tạo 13 triệu. Có để chữ sòn đó nghe Phương. Một là 18k, hai là 14k, 13 triệu chị nào nãy chúc hụt. Lên luôn giùm em. Rồi lắc tay sắn dưa em sale luôn cho 1,2 triệu. 12 giùm em sắn dưa sale 1,2 triệu. Ni tay đủ ni được, cắt chỉnh sửa ni được nha mấy chị. Rồi lắc tay giùm em 5,940. Có một chị xã 8704. 8704 là gì nữa nào nhớ không con? Để lên chị like lại. Mấy bỏ quăng bên đi nó làm sao được con. 5,940 giùm em lắc tay sale 1,2 triệu. 13 triệu ni làm được mấy chị ơi. Được mà. Tay ráp Việt, ráp Việt. Em về Nam đây được. Mẫu ơi. Này 5 ly 4 nè, cho chị chục cộng, cho chị cộng dây nhỏ ơi. 13 em chốt tình yêu Nguyễn Phương Mai. 5,940 em chốt cho tình yêu Trang Tây. Trời ơi, nhận nó sòn kèo thơm. Mua cho anh đem á chị. Rồi Trang Tây giùm em. Đồ lai em qua bữa nay mới lên, là hôm nay chị Vinh mới về. Em qua chị Vinh chưa về, em qua em về tới nhà 12 giờ. À mắc cười lắm, đi định đi cắt mở bọng mắt. Xong cái đi lên bác sĩ Phùng tư vấn rồi cái hai tay tháng 10 mới lấy được mở bọng mắt. Trời đất dữ trời. Còn hơn tiệm vàng. Rồi chốt giùm em, ráp Việt hộp CNC. Em sale 1,3 triệu gam, em mới về được 3 lắc. Em sale 13, em mới về được 3 lắc đây. Đó, đẹp chưa mấy chị? À, không có chê được luôn. Xem bà đó. Ờ được. Các tem đó chị. 5,940 em hết rồi. Lắc tay 44g 20. Em sale 1,3 triệu. 57,500. 57,500. Rồi dây một hộp 5 ly 4 em có 10 cộng. Một hộp 5 ly 4 với Vinh có 10 cộng giùm em. Đây. Em có tổng cộng 3 lắc. Cái này dài nha. Dạ cái này nó tới tấc ngon. Tấc 92 tấc luôn á cục cưng. Đây mấy chị nữ thì cắt ngắn lấy giùm em. Chiều dài của mấy anh nam dài nó tới 57,500 là dài. Xuất sắc chưa? Bé Vinh có 3. Thí dụ ni tay nữ thì em nghĩ tầm nó khoảng
tay nữ là tầm 45 triệu thôi, là tay nữ nha. Em có một cái bằng trái tim xỏ luồn, em xem 1,2 triệu. Dạ anh Bảo Du Thiên ha, giỏi quá anh. 3g 92, bé dinh xem 1,2 triệu, mình đeo được hai bề. Một bề là trơn, một bề là hộp, bé dinh xem luôn 1,2 triệu. Đeo với dây vừa vừa nhỏ nhỏ thôi, dây to quá không vô. Đó, lên trái tim cũng đẹp nhìn nè mấy chị. Dễ thương lắm em, mấy chị yêu xinh đẹp. 4,704,000. Mặt trái tim 4,704, bé dinh xem 1,2 triệu. Rồi lắp tay là 57,500, chiều dài 2 tấc lần á, chiều dài ngắn lại cắt bớt lại. Nữ đeo cũng đẹp luôn, dạ mấy chị nữ đeo cũng đẹp. Cái này mình mua cho ăn cặp đeo, nữ đeo với chồng đeo cho người ta biết mình hai vợ chồng nha. Đó, thay vì bây giờ mình đeo nhẫn cưới, mình không đeo nhẫn cưới, mình đeo cái lắc này. 57,500,000. Chốt đơn giùm em 13. Rồi, 575, chị nào chỗ này đẹp đúng không? Em để đây cho mấy chị nha, 57,500. Chốt được cái đầm bía ha. Ê Châu Thúy Nơ, là cái đầm của người ta là gì kìa, đầm đầm dí của người ta kìa, bà Duyên ơi. Bông mày chị gửi cái hình vào cho nó đi, nó soạn lại cho, chắc em đem về đẳng á. Chắc Vinh đem về đẳng á, tình yêu Châu Thúy Nơ. Kêu bạn lên lại cho mình. Rồi, 613. Rồi, cái dây này rẻ nữa nè. Mấy chị rẻ nữa nè mấy chị. Dây này có 17 triệu 100, đổi lô 10 bán lỗ 15. Cái này 24 triệu em sale 19 triệu. Khách mới đổi đồ là em sale thêm 10% nữa cho mấy chị nè. 17 triệu 100 ngàn giùm em, đổi lỗ 10 bán lỗ 15. Quá rẻ luôn, dây luôn. Luôn dây luôn giùm em nha, kèo thơm. 17 triệu 100 ngàn giùm em là sòn. Và đổi lỗ 10 bán lỗ 15 và đi nước ngoài được chị. Dòng tay bi với Vinh sale 1,2 triệu. Tay bi với Vinh sale luôn 1,2 triệu. Rồi mặt này với Vinh lên luôn nha mấy chị là nhẫn sòn nam. Dạ không được nhẫn sòn nam, nãy chị nào chốt rồi đó mấy chị. Dây mặt luôn, quá xuất sắc cho một cuộc tình. Không nhớ nào. Rồi vòng tay bi hàng đặc biệt em sale luôn 1,2 triệu. Khách chị khách, mấy chị khách mau chán quá mấy chị, mà thấy nhiều lúc đẹp quá mấy chị, thấy như cái vòng này có gì đâu mà thích thì đổi thôi à. Đi tay 50, 51, 52, 53, 54 đeo được giùm em vòng này. 27,750,000. 27,750. Bây giờ chốt đơn với mấy chị là 1,2 triệu một gam. Có nào chưa chốt đưa lại cho cô hiểu không? Còn nào chưa chốt đưa lại nha. Chị nào ví dụ lấy trên like, còn không lấy like báo xạm em xả. Dòng này cực đẹp nha mấy chị, 47 triệu 250 ngàn. Rồi dòng này dùm em với Vinh xem 1,2 triệu. Đây lên tay đẹp nhìn. Như tay 48, 54 đưa được luôn. Trời ơi quá đã bà đa. Đẹp quá xá bà xa à, đẹp xuất thần ngay ngất luôn dùm em. 27,750 Tâm Nguyễn. À rồi đây là một cái dòng thương hiệu cà tía xem 1,2 triệu. À đang ca cả lực. Ê mày làm gì thỏ, mày móc móc cái gì vậy? 27,750. Rồi chốt đơn. Mỹ Huệ làm để má sao? Mỹ Huệ là sao? 27,750. Rồi chốt sao dùm em. Dòng dùm em là 14,48 em xem 1,2 triệu. Nghe em nói nha, ni tai 53 trở lại em sale 1,200,000 một gam, giá quá thơm như một cuộc tình. Chưa có cuộc tình nào nó thơm như cuộc tình này, chưa có kèo nào thơm như kèo này nha. 17,376,000 bấy danh sale 1,2 triệu. Giờ đâu dám cho mấy đứa nó ghi mã nó mấy chị, đâu dám đâu, không dám. Lên bill đi liền luôn cho con. 27,376,000. Nó buồn ngủ mấy chị, em like mà xem mặt như nè. Đó thôi để em tự ghi. Rồi có một chị xã 4704, ta nói nó buồn chưa? Chị chốt lại cho chị Hoài Hanh đi con. Nhưng mà không buồn đâu, tại em giỡn chị đó. Mấy chị có xã như gì, xã trên like còn mua gì thì lấy hết cái đó. Đó, mua cái gì lấy hết cái đó giùm em. Rồi Dân Nguyễn xã giùm em. Dòng nó đi 53, chị 53 trở lại. Xã trên like, cái đó là một cái cách xã làm phước cho mọi người. Rồi lắc tay 35, đó, Xuân Trần xã đưa cái lắc tay 35. Rồi chị đó xã em chốt cho mấy chị 35,500,000 em tặng luôn mấy chị. 1 triệu em bán 34,500,000. Đưa cái lắc 5 hộp qua đi con. Em tặng 1 triệu nha, tính tiền xong 1,1 triệu. Chỉnh sửa đi tay em cần biết, trừ lọc là 1 triệu, trừ bớt mấy chị 1 triệu. Trừ bớt mấy chị 1 triệu, tự bớt mấy chị. Dây chuyền này mới thương hiệu của BVL, BVL à. Rồi em chốt 1 cộng duy nhất, em chốt cho mấy chị 1,395,000. Còn cộng 1 cái dây tăng đưa từ 40-50 đeo được. Em ngộ lắm mấy chị, thà làm mấy chị để em ở nhà nha, đừng uống đi chơi. Đi chơi về em chịu làm. Còn tối về em biết suy nghĩ làm từ đâu.
suy nghĩ hoài, cũng nói em như đó. Nên mà ví dụ như mà đi chơi mà gặp bạn bè hư, mà dụ em là em dễ bị hư lắm, em dễ bị hư lắm á. Em cũng ham đi chơi mấy chị đó giờ. 9.300.000 giùm em. Rồi 34.500. 35.500, nói chung là ở này em còn cắt bớt chỉnh sửa ni mấy chị nhớ giùm em 1.100.000. Tính tiền xong trừ bớt lọc lại 1 triệu cho mấy chị, 34.500 em bớt cho mấy chị đó. Ủa dây chuyền 17.100 hay chốt cho con. Dây sòn, đưa đây đi, để chờ chú xem. Chưa chốt đưa lại. Ủa mấy chị 17 triệu đẹp quá mà mấy chị. Dây chuyền sòn. Được chị tâm tâm thanh được mà. Ở đâu cũng được. Có hóa đơn là em đổi cho, còn đồ bạch kim không cần hóa đơn cũng được. Ơi. 5940 từ giờ nãy cái lắc sắn nó có chốt không? Dạ có. Hết rồi. Ờ, lựa khác nha. 17 triệu giùm em dây mặt sòn luôn giùm em, 24 triệu mới mua được nha mấy chị. Mà đổi lỗ 10 bán lỗ 15, rẻ quá mấy chị ơi, có sự nhầm lẫn như đây không? Đó, sự nhầm lẫn giùm em hôm nay 17 triệu. Đẹp cực kỳ luôn giùm em nè, cái khoen đầu ở trên nè, ta nói quá đã cho một cuộc tình. 17 triệu luôn, sòn luôn. Bớt thêm 100.000 luôn. Bớt rồi bớt nữa đó. Rồi Nguyễn Kiều 17 triệu nè. Nam Kỳ 17 triệu nè. À, Nguyễn ơi, Nguyễn Kiều trước nè. Rồi lắc tay 34.500.000 nè mấy chị ơi, lắc tay 34 năm. 17 triệu giùm em, sale rẻ lắm luôn. Rồi tình yêu Nam Kỳ là mã sao? Sợi dây đó nhiều khi em làm lẹ quá mấy chị đâu, đó bị có những lúc em làm lẹ quá mấy chị theo em không kịp. Đó, sao cho một người nè. Lớp Sunny với Vinh để sao một người nè. Đó, giá nó rẻ lắm. Không có cái rẻ nào, không có sự đẹp nào hơn cái đó nữa hết. Đó mấy chị. Dây em đang đeo á mấy chị, 9.330.000. Sale 1.395. 9.330 sale 1.395.000 dây này. À, nó em đang đeo 4 tấc rưỡi lần đó. Dạ không, dây 8.500.000 đó em không còn, ở đây em đặt không được nha. Rồi chốt giùm em dây này, em còn cộng 1 cho nên sale luôn nha mấy chị. Ở dây này 17 triệu nguyên đúng không? Nè 34.500 lên đẹp nha nè. Dạ 17. Rồi chỗ này đẹp nha mấy chị. Em buồn đúng không? Có lắc dạng một hộp dây mà có cơ. Mấy chị không biết hàng gì trơn em buồn. Rồi em lên cho cái này. Đây là một cái lắc bi hàng đặc biệt. Em sale luôn trơn 1.300.000. Nhận hàng không đẹp em đền. Cái này giá bây giờ nó tới 1.580.000 mua được nha mấy chị. 1.580.000 mua được. Dòng hoa chị. Ok chị. 10g 24 em sale trơn 1.300.000. 13.312.000. 13312 có dây tăng đưa 485354 đeo được. 13312. À, em sao cho anh chịu ba chú Di ơi. Nó coi đi họ anh xứ anh mua yến ở đâu ơi chú Di? Sao buồn hả? À? Em à. Ồ tự nhiên em buồn hơi, tự nhiên buồn ngang vậy. Để em vui lên, em vui lên nào bạn nhé. Rồi bông hồng em sao luôn trong 1.300.000 Amaro luôn giùm em nè. Dễ thương cực kỳ, Hồ Ngọc Hà. Cái mặt cho em làm hồn hào được đâu. Cái mặt em làm Mỹ Tâm được đó mấy chị. Tại vì Mỹ Tâm dễ thương đó mấy chị. Em là em rất là thích Mỹ Tâm. Thì Hồ Ngọc Hà cũng là xinh đẹp sắc sảo. Nhưng mà Mỹ Tâm thì thiệt thà dễ thương. Rồi em chốt bông này 1.300.000 5.355.000. Bé Vinh xem 13. Và lắc tay em chốt tình yêu Trúc Hà 13 triệu 13312. Ok tình yêu Trúc Hà. Và chị tình yêu Hồng Lê. Hồng Lê 13312 là mã sao. Rồi bông tay giùm em có 5355. Bông tay cực kỳ modern xem 1.300.000. Cực kỳ modern nha. Vòng bi 20 mấy triệu. Chị Trần Hằng không nhớ vòng bi là nào. Đẹp lắm nha mấy chị. Bông này mà lén mà lén. Bông tay nè. Đang tách rời được nha. Muốn gì nữa con? Ăn bún nó mắm nó hay vậy? Trời ơi trời. Ăn xong rồi thả lên cái bơm nguyên tử đi đi nha. Quỷ. Ngon tao giả mày. Mày ăn mày ngon á ai ăn. Nó ăn bún mắm ở trong đây á chị. Cái bắt đầu nó nói em á. À, à, không. Em nói thiệt không nói mấy chị. Em nói thiệt không đó. Còn nói chị mà em nhịn nhục mấy chị chắc là đó. Mẹ em có cái suy nghĩ vậy nè. Mẹ em nói là mẹ em giờ đó có nhà hay lắm nha. Hồi đó em bán ở dưới chợ.
là mấy không ai làm nói gì mấy cô bán cá á, làm mấy cổ rất là khó, mấy cổ thì dạng giống như là người ta cũng không có học cao cho nên là phải chịu mấy cổ cực kỳ luôn. Bây giờ tính ra là khách dễ hơn hồi đó, hồi nhỏ em bán dữ lắm rồi, hồi nhỏ em bán toàn là ở dưới chợ cá đây nè, cái đường đây nè, dưới chợ cá đây nè mấy chị, làm mấy cô khó lắm nhưng mà cả đàn em cũng chịu được. Mà cái tính em nó hơi bị thử thách á, càng khó em càng bán được, em thấy em càng giỏi. Còn kiểu như bình thường thì em thấy bình thường thôi à. Đông tay em 5355 giùm em. 5355. Nhưng mà em thích Mỹ Tâm. Em thích Mỹ Tâm chị ơi. Em cũng mà cũng không ghét không ơi gì hồi một hàng nhưng mà bé Vinh idol Mỹ Tâm. 5.355.000 bông này giùm em. Em xem 1.3 triệu dễ thương. Cái này mấy chị tách rời cái dây riêng được nha. Tách rời dây riêng được. Con gấu bao nhiêu ở đây? Gấu em xem 1.3 triệu. Em có 2 con. Gấu này là có dập logo Lệ Viêm, không có sòn trên này. 5g 48 em xem 13, 7.124.000. 7124 em Vinh có 2. 7124 mới Vinh có 2. Chốt. Trời đẹp lắm mấy chị, 7.124.000 lên. À, rồi nhẫn bi. Em lên luôn đại hội nhẫn bi, tuyển tập nhẫn bi. Sale hết 1.2 triệu dòng off phải không? Rồi em có 5 cái nhẫn bi này em sale hết tất cả 1 triệu 2 cho mấy chị, đã chưa? Đã chưa? 7124 em chốt chơi đây. Gấu không? Trần Yến với lại tình yêu Phoenix Trang. Rồi nhẫn này bây giờ sale hết 1.2 triệu, đẹp đẹp không mọi người? Đẹp đỉnh luôn á. Rồi sale hết 1.2 triệu. Rồi nhanh nha. 7124. 5 chiếc nhẫn trên tay này bây giờ sale hết 1.2 triệu gam nha mấy chị. 3 giờ em đúng 3 giờ là em nghỉ, em gán nửa tiếng nữa em đi ngân hàng nữa. Mệt á. Tại vì chỗ khác người ta like á, người ta sẽ đỡ bị hao năng lượng hơn em. Thứ nhất là cái họng của chị khỏe. Thứ hai là mấy chị không có phải là gặn cái kiểu hơi như em. Thứ ba là mấy chị nói chuyện ít. Em thứ nhất là em cái hơi em đã bị mắc rồi mấy chị, cổ họng em bị mổ rồi. Thứ tư nữa là em nói chuyện nhiều nữa. Cho nên là dù người ta mạch một là em phải mạch ba đó. Người ta mạch một là em phải mạch ba đó mấy chị. Cổ họng nó tổn thương hết rồi. 6.840.000 giùm em. 6840 nhẫn này. Bao đẹp đụng hàng bé Vinh đền. Rồi bé Vinh xe luôn 1.2 triệu. Đó, nhẫn này khách đo đồ em nha, mà đẹp, tình hình là đẹp lắm. Modern, nhẫn này muốn đeo hơi bị cũ cũng có nè. Tình yêu nào mà thích đeo sáng hoài không cũ, kiểu lạ lấy cái này cho em. 6840. Mệt chứ mấy chị, nhưng mà có cái gì mà sướng mà em like, em bán vàng mà em được mấy chị thương gì là em cũng hạnh phúc lắm rồi. 6840 mấy chị. Dây mặt hồng hôm nay em có 5 dây thôi mấy chị yêu xinh đẹp. Dây mặt hồng bé có 5 dây. 6840 chú tình yêu Trần Yến. 6840. Hôm nay em còn có 5 dây thôi. Rồi bây giờ chú cái yến đó chú. Để mai chú hỏi anh Sứ có cái yến đó anh mua của ai vậy? Yến hôm dạ anh Sứ cho con. Dạ. Yeah. Con không thích ăn táo đỏ bằng chú đặt nó học chia với lại sen với lại cái gì bạch quả đó chú gì đặt nấu 10 chai đâu con đâu có thời gian đâu nấu. 4.50 mấy chị, em sale 1.380 là dây mặt chung, 1.350 dây mặt chung. Dạ 6.100.000 giùm em có 5 cái em bán dây mặt chung ha cho dễ nha mấy chị. Trời ơi đẹp gì này mấy chị, đẹp lắm. Rồi chốt đơn 684. Rồi nhẫn này em Vinh có 2 không, lên từ chiếc đi, chiếc này nó nhỏ này chị. Nhẫn xong hủy bi 3.80, 4.560.000. 4.560 giùm em ha. 4.560 chiếc này. Trời ơi đẹp, xe có 1.2 triệu thôi. 4.56. Bé Vinh xe 12. Chỉnh sửa đi được giùm em. Dạ dây em đang đem có 5 dây. Có 5 dây thôi. Ở nước ngoài là ngọc mập á, ngọc này chứ nó ngọc địch á. Nó chốt cho. Ngọc địch đó em mày. Nó lỡ thả bơm. Chắc chị về ngày mai chị ấy cho em chào giá cho em. Chị có đó, nói chị có đi, hẹn chị ngày mai đi. Chị xuống like chị biết chị giờ trả lời tào lao. Chúc chị đền tới bà nội tao luôn. Mày ít ác với tao lắm. Mấy chị mà nói giá mày bán lên mấy chị chữ tao à. Rồi ok tình yêu sang sang với chị ngu. 4.56 nhận nó có 2 hết nha. Chị kia biết trọng lượng nhiều mà vẫn giá 1.2 triệu gam luôn. Rồi chúc đơn hết. Rồi dây chuyền 6.1 triệu giùm em mà nói chị đợi tao chút xíu đi, phút xa là gà chết. Rồi nhẫn đồng tiền. Đồng tiền nhẹ luôn giùm em nè, 1.2 triệu gam luôn.
Dạ, 2 gram 52 xe 12 3.024.000. 3024. Dây 6 triệu mốt chốt tình yêu Trần Ngọc. Rồi cái này chốt đơn mà em nhẫn này trời ơi, đẹp chưa mấy chị? Xuất sắc luôn á. Xuất sắc luôn á mấy chị. Rồi chốt đơn 3024 Trần Ngọc, em chốt dây mặt 6 triệu mốt. Dây em có 5 mà. Đồng hồ sao rồi chị? Ê, còn sao rồi? Ê, ê, ê. Dạ. Chị có lợi chưa? Rồi tao bán cho chị Trần Yến nha. Rồi này mày nhớ không tao, giờ này là 2 giờ 33 phút nha. Nha nhớ chưa, rồi tao bán nha, mày đừng nói à, chút xong à. Rồi ok, tình yêu Đặng Hai Yến, em chốt Đặng Hai Yến 152 triệu. Nha gán chịu chứ tao đợi 1 rưỡi đó, tao nói trước rồi đó. Rồi nha, đừng nói sao mà nó ngồi chị Vinh nó sao kỳ á nha. Rồi la làng tao nữa à. Rồi em chốt 3024 chai đây. Phan Kim 3024 con. Đó rồi 3022 Phan Kim 3024 Nguyễn Đam dự bị nha. À, 3024 mới chốt cho Nguyễn Đam dự bị. Đó tao bán lỗ tao quên, tao nói hai mắt vô mấy triệu bạc tao còn quên đó. Quên vụ nói mắt nó đó. Rồi chốt hết. Chị quên thiệt mà. 11 triệu 100 giùm em có hai đôi mấy chị. Em xem 1.3 nha. Nói xong quên vậy mà còn quên nữa mấy chị. Alo, alo, thấy em ở Thiên Lý. Rồi chốt đơn 11 triệu 100. Không đẹp bé đền, 11 triệu 100 ngàn. Cô tình xin anh đã cho tôi vào. Đây tao ca đó mày. Em có 2 đôi, 3 đôi mấy chị xinh đẹp. Dây này em có một sợi duy nhất, em sell cho mấy chị dây này 1350. Thương hiệu cạc chia à, mẫu mới nha mấy chị. Coi chế mấy chế lựa gì mấy đứa ơi. Tiếp khách em ơi. 10 triệu 760 ngàn sell 135. 10 triệu 760 ngàn. Dạ, vậy nhìn từ từ ha chị. Để nó sợ còn để trong á chị. Bông tai em là 11 triệu 100 ngàn, nhà em là bông tai. À, hôm qua chuyển hai đơn ấy, bữa nay nó mới trả lời em nè. Có trả lời tình yêu Nguyễn Ánh nha, hôm qua tôi mua hai đơn nha cơ. À, dây chuyền là 10 triệu 760, bông tai là 11 triệu 100. Bông tai là 11 triệu 100. Rồi mặt này mặt nữ hoàng em xem 1.1 triệu nha. Dòng hoa em cũng chuẩn bị đây cục vàng. Em có cái dòng thương hiệu của Dior này, khách mới đeo đầu em. Và tình trạng cũng đẹp gái bình thường. Ni tay 52 trả lại. Em sell cho 1.2 triệu gam luôn nè. Lê Thị Ngọc Dào 10 triệu 760 ngàn. Rồi chốt đơn. Ồ cái giày đẹp lắm Ngọc Dào ơi. Ngọc Dào. Em vô mánh bông tai 11 triệu giùm em bông tai siêu đẹp. Dạ. Còn bởi vì mới hỏi em đó, mình đi bưng cho em lửa. Tại vì bỏ trong bọc mày. Tại đa số là mình like thường xuyên hơn mình bán ở tiệm á. 3 triệu 520 ngàn được cái em bưng cái gỗ cho lửa 3520. Có cái gỗ sòn à, hôm qua của chị đó. Đổ gỗ cái chế lửa đi. Lấy gỗ bự ra em. Ờ em đưa hình đi nó dễ ha. Tại đa số là chị like nhiều á. 3520. Bé Vinh xem 1.1 triệu gam. Vòng tay này bé Vinh xem 1.2 triệu gam nha mấy chị. Bé Vinh xem 1.2 triệu. Trời ơi cái nhẫn này siêu đẹp quốc tế vũ trụ luôn mấy chị ơi. Đây. À, nhẫn báo thương à, nó có chữ trà nồi ở đây. Chốt đơn nhẫn báo có chữ trà nồi vàng hồng, bé Vinh xem 1.3 triệu. Em muốn mua chiếc nhẫn 16-9 không biết. Nhẫn 16-9 này có ai chốt không ta? Nhớ không nổi cái ơi. Nhớ không nổi, nhiều khi chốt xong bị bơm không biết đường luôn. À, 11 triệu 400 ngàn dùm em này. 3520 là gì vậy con? À em chốt cho tình yêu Út Nghĩa 3520. Rồi vòng tay giá quá thơm, 17 triệu mua được 11 triệu 364 ngàn. Rồi 3520 dùm em lên đơn. À, vàng trần ơi, chị không nhớ không nổi rồi. Đứa hình em ơi. Màu trắng lòng vòng đây nè. Màu trắng lòng vòng. Rồi lên luôn dùm em này. À, vòng tay cho nào chốt đơn 11 triệu 364 ngàn. Thương hiệu của Dior xem 1.2 triệu. Em chốt tình yêu Hồng Trầm nè. 352 hết rồi chị Vân ơi. À, 11 364. 11 triệu 364 ngàn. Bé xem 1.2 triệu em nghe. Dạ. 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 Dạ.
Rồi thì không chỉ chuyển cái 9 triệu, cái 15 triệu, cái 26 triệu đó là đủ hết chưa? À. Hay là giờ chị chuyển luôn đi cho gọn, cho đỡ bị lộn xộn em ha. Rồi ok cục cưng, ok. Dạ cảm ơn em. 11.364.000 à, mặt nữ hoàng hả? Nữ hoàng ta lấy rồi cục cưng. 11.364 hồi nãy chốt trai rồi Hồng Trâm lấy đúng không? Rồi chị Nguyễn Châu là bây Vinh để dự bị nè, 11.364 giùm em nè. Ủa Vinh ơi, Vinh để dự bị đó có kết quả cho em không Vinh? 4.550, nhẫn này em sale cho mấy chị 1.350. Nhẫn vàng hồng là 1.550.000 mới mua được nha. Vàng hồng đó, em có 5 nhẫn. À, cái này là nó có hai thương hiệu trong này, một là Cartier. Rồi dạ, Cartier, à, còn hai là Trò Nồi, em có 5. Chốt đơn giùm em, nhẫn này siêu đẹp, 6.048.000. Dạ ok, tình yêu Trúc Hà. Em không biết là có được không á mấy chị. 17 triệu trăm là gì vậy con? 17 triệu trăm là gì vậy tình yêu? 17 triệu trăm là chốt chị đầu tiên là chị nào đó? Còn sao là để sao cho lớp lớp gì đó lớp lớp? Lớp sinh đi 6048 mấy dinh sale cho mấy chị là em có 5 chiếc á mấy chị. Rồi dòng tay cầu, ni tay 48, 49, 50 đều được em sale 1.2 triệu. 48, 49, 50 mới sale 1.2 triệu. 3 giờ là em ngưng hứa chị 3 giờ. 3 giờ đi ngân hàng còn kẹp đó không chú Duy? 12.540.000 em sale 12. Nhưng mà chú phải đi với con chỗ này nè. Đi qua bên con ấy á. Nghe. Tại vì nó muốn chú phải nhờ nghe giống như nhà bên kia. Chú Duy. Nhờ nhờ sao kế em. 12.540.000. Ni tai 48, 49, 50 đều được. Chứ cũng sẽ lấy mà lấy nó ít lại chút xíu. Duyên Duyên cái nhẫn bông mai nãy 169 nhá, 1150 đó. Có chốt không? Có mua không? Không nhớ phải không? Nó không nhớ mấy chị, em cũng nhớ luôn, chốt tào lao chứ mấy chữ với bạn. 13.660.000 bây Vinh xem 1.2 triệu. Trời cái nhẫn này rẻ, lại này còn rẻ nữa. Để giá có lộn mày. Rồi ơi, có 26.500 đã quá đã bà đam chị ơi. Bung. Ờ. 26.500.000 quá đã bà đam mấy chị ơi. Đỏ lô 10 bán lỗ 15. 47 củ mới mua được chiếc nhẫn này nha. 47 củ mới mua được. Em sale cho mấy chị 26.500. Kiền cổ em sale cho 1.2 triệu. Cái này sòn nghe mấy chị. Sòn 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 sòn. Chốt đơn giùm em 26 năm. Chị ghi chữ gì mày có thấy không con? À, à, em lấy dòng này chị ơi là nào cục cưng? Em nghe Vinh mà heo cũng gục 3 lần hả? Tôi giết heo giờ. 12.540.000 là nào con? À yes I do. Nhung Nguyễn là trước nè, 12.540.000. Kiện cổ là 13 triệu mấy? À, Linh Lê 13.660.000. Linh Lê 13600. Rồi chốt đơn Linh Lê. Kiện cổ. Bông tai đang đây là 11.100.000. Nha con. Rồi nhẫn này giùm em 26.500.000 em chốt trai đây 26 năm. À, Nhung Nguyễn làm chốt rồi. Em để sao tình yêu Hồ Thị Loan. Bí Vinh chốt dự bị cho Hồ Thị Loan là 12.540.000. 12.540. Sao 26.500.000 là chị Sang Bảo lấy đúng không? Em chỉnh đi được cho chị Sang Bảo đó. Cái đó không để ý nha. Đã quá thơm. Rồi em chốt 26 năm cho chị Sang Bảo đi con. Trai Sang Bảo. Rồi lắc tay bi này giùm em này mấy chị xinh đẹp. Đây em sale lắc được cho mấy chị ba màu luôn, giá quá rẻ. Em sale cho 1.290.000. Ni tay 4854 đeo được. Nhẫn em đang đeo 6 triệu mấy chị. Nhẫn đang đeo là hàng đẹp, hàng VIP nha. Nam đeo được, nữ đeo được luôn đây. Cực kỳ là modern luôn. 4.070.000 mấy chị. Giá 6.063.000. Em sale 1.290.000. Bây giờ em sale 1.29.
nhận 26 năm mà. Em để sao cho Nguyễn Kim Dung. À, em để sao cho Nguyễn Kim Dung là 26.500.000 là chốt đợt. À, đầu tiên là chị Sang Bảo, sau đó chị Kim Dung. Rồi lắc tay em 6063. Không, bây giờ chốt là chuyển em đi giao. Còn mấy chị xuống thì em đợi được một bữa hai bữa rồi mấy chị ơi, còn không là em bán người sau nghe. Tại vì em xuống tiệm là em chỉ để có một ngày hai ngày thôi, mấy chị thông cảm giùm em nha. Không là em bán cho người sao hết á. Anh cho nó nhanh, tại vì mấy đứa giữ đồ cũng được. Rồi nhẫn cưới này em sale cho mấy chị 1.3 triệu. 1.3 triệu giùm em chứ bây giờ không có giữ đồ ghé tiệm lâu mấy chị. Bữa một mà, hai bữa à. Ngày ngày thứ ba là phải kết sổ với em rồi. Rồi nhẫn này là 10.842.000. Chị nào lâu lâu là em bán sao nha mấy Duyên. Mấy em đợi không được nha mấy chị. Đợi không được mấy em xả không à. À ok, số Vinh xem giá là em Hoàng Mỹ Quỳnh 10.842.000 giùm em mấy chị. Nhẫn cưới siêu đẹp, chỉnh sửa đi được. Bé Vinh xem 1.3 triệu. Chỉnh sửa đi được, xem 1.3 triệu. Bông vàng hồng thương hiệu của CD với cái Gucci. Mỗi cái em còn một đôi. Chị nào lấy thương hiệu là Dior nè. À Dior của CD giùm em. Chị nào lấy của Gucci giùm em. Rồi em xem 1.3 triệu gam bông hiệu. À, 5g 64 mới xem 1.3 triệu. Đẹp lắm nha mấy chị. Dạ rất là đẹp luôn á. Không đẹp em đền luôn cho cái này. Đó đang đây là 11 triệu cục cưng. À dây dây bê đê trên đây nè đây. Bê đê trên đây sợ tầm 30 triệu. 11 triệu 100 ngàn nhầm em xem 13. Bông tay để chung nó không con ha. Đôi này 7.333.000. Em có một đôi duy nhất em xem luôn 13. Thương hiệu 2 chữ G. Ghéo ghéo ghen ghen ghi chi. Rồi chốt giùm em một đôi duy nhất 7.333.000 xe 13. Nhẫn cưới hồng á chị. Cưới hồng chứ không có thì biết sao. Đa số nhẫn cưới á phải chỉnh sửa ni á chị. Còn hoặc là ví dụ như cái mẫu nó màu trắng mà chỉ muốn màu hồng thì đặt lại màu hồng đúng ni. Màu hồng ra vô nó rất là dễ bị giòn đồ á chị. Rồi đây tay em có một đôi duy nhất 7.333.000. 7.333. Rồi đôi này giùm em xem 1.2 triệu gam. Có chị Mỹ Phụng nè em. 26 năm nhận đó nãy em chốt cho ai nha chị nào đó mấy chị. Rồi bông tai bé xeo cho 1.2 triệu. Bông vàng hồng em có không đôi một thương hiệu của Gucci mà vàng hồng. Đồ đặc biệt mà em bán 1.3 triệu. Trời ơi. Em nói thật sự em quá trời quá đất em thương mấy chị rồi. Rồi chốt đơn giùm em 5.760.000. 5.760. Rồi bông tai bé xeo 1.2 triệu nè mấy chị. Bông bên đây là 7.333. Bên đây 5.760. Xe cho 12 mấy chị. Rồi chốt đơn 12. Rồi đôi này là đôi Gucci. Đôi này Dior. Đây CD Dior. Đôi nào không tay. Em đi chơi em hay đeo mấy này lắm mấy chị. 7g 70. Và đôi này giùm em 9.800.000. 9.800.000 giùm em đôi này. Đôi đang đeo là 7.300.000. 5.760. Em có không đôi một nè. Một đôi một duy nhất xe 12. Một đôi một. Rồi chốt đơn vậy con. À, chốt tình yêu Quỳnh Hòa phải không? Quỳnh Hòa có bữa nay coi cọc Quỳnh Hòa nha cưng. 5.760. Rồi đẹp lắm. Đụng em đền nha. Đụng em đền luôn cho bông này. Đụng hàng đền liền. Mà hai tuần sau mấy nghe. Tại vì bây giờ em là kho mẫu á, người ta sẽ photo copy từ em ra. Đó mấy chị. 9.800.000 bông Dior này. À, 7.333 là em chốt cho chị Hồ Lai. Bông Gucci 7.333. Rồi em chốt tình yêu Hồ Lai 7.330.000. Chốt đơn giùm em 7.333. Ờ tự nhiên cái ờ em lỡ nói Nguyễn Đam ơi xin lỗi. Em lỡ nói xong em cảm thấy nó thấy gớm, thấy ghê. Em cũng thấy mà lỡ rồi. Lâu lâu giống như mà diễn hài nó bị lố á mấy chị. Lâu lâu diễn hài nó cũng bị lố. Rồi bông này em có một đôi duy nhất nha mấy chị. Mẫu ơi con này chủ sòn hay chủ gì vậy mẫu? Mẫu ơi. Có chủ sòn gì, lâu lâu nó cũng bị lố á cả nhà. Nói quá không biết nói gì. Rồi xuống bêu. Trời cái lắc này mấy chị. Đẹp cực kỳ. Màu tươi xanh luôn nha cả nhà. Dễ thương cực kỳ, lên luôn cho em. Rồi, lắc này em chốt cho mấy chị 1.3 triệu một gam, nhận hàng cũng đẹp với dinh đền cho. 576 em để sao tình yêu tâm cao. 5760. Chốt đơn tâm cam 576. Rồi lắc tay em xem chân 1.3 triệu. 13g 12. Chủ sòn 36 không?
chủ sòn 36 vỏ hộp luôn, mới Vinh sale này cực kỳ rẻ cho mấy chị. Nguyên đôi bông này em sale cho mấy chị 22 triệu nguyên đôi bông này, kèo quá thơm. Cái này em cho mấy chị không đẹp em đền, như giờ cặp hộp này không giờ mua gần 20 rồi. Rồi chốt bông này giùm em, đổi lỗ 10 bán lỗ 15 nha. Đổi lỗ 10 bán lỗ 15 bông này. Chủ là 3 ly 6 luôn giùm em sòn nha cả nhà. 22 triệu đôi này giùm em. 22 13 gam 13 gam 13 em sale 1 triệu 3 lắc này. Lắc này là tuyệt vời một trời. Hoàn hảo. Hoàn hảo nha mấy chị, 17.069.000. 17069. Bông tai sòn 22. Bông tai sòn là 22 triệu là sòn 36 luôn. Dạ cái này 10 với lại 15. 10 với 15. À Ellie Nguyễn, Su Su. Hân Trân, Ellie Nguyễn trước nha mấy chị. 22 trước nè, một đơn thơm nè, vô mánh nè. Vô mánh chuyển cọc liền, em để người sau hai người dự bị cho đôi bông đó. Lắc tay là 17 triệu. À, lắc tay là 17 triệu giùm em, đeo lên sang lắm mấy chị. Cực kỳ là sang. Cực kỳ là sang. Ok tình yêu Hân Trần giùm em. Khoan chị, 17 triệu giùm em này. 17 giùm em ha, chốt đơn em 17. 17 17. Nhẫn này giùm em là 6 triệu nha. Rồi dòng này thương hiệu của Éo Lệ Bí. Bé Vinh sale luôn 12. À, 23 triệu 280 ngàn giùm em. Lên dòng cực tay. Ni 50 là đeo vừa liền. Ni 50 là đeo vừa liền luôn cho em nha. Em chỉ like từ 10 giờ tới 3 giờ thôi á, chứ em không có like live khuya nữa. Cho mấy bạn làm cho kịp. Mà hôm qua em nói trời ơi, ở không làm gì, lên đơn nữa, lên đơn nữa. 23.280 em xem 1.2 triệu. 23.280.000 bây giờ em xem 1.2 triệu. Này cưng, đợi em xíu nha mấy chị, để cho chị coi cái nha. Rồi bông tai model cực kỳ luôn nè mấy chị, em xem 1.2 triệu. Đợi em xíu nha chị Ngọc Điệp ơi. Đợi em xíu, chị đang xem nè. Dạ 5.4 triệu giùm em đâu này, bây giờ em xem luôn 12, 5.4 triệu. Nhắn xong ghép nhỏ ha. Không chị, em có chiếc một. À có chiếc một cục gì. Rồi chốt đơn 5.4 triệu giùm em bông tai. À, 5.4 triệu bông tai giùm em. Dạ đôi này đơn giản dễ thương nè. Khen khoen nhỏ nè, em sale cho anh chị 250. 125. Dạ 1g 53. 5.4 em chốt tình yêu hạnh bùi. À trời ơi, nhẫn 16.9 chuyển luôn hả? Thì chuyển đại nghe, còn đúng còn lửa khác nghe. Công là la làng tôi, ok cục cưng hạnh bùi nhanh. 1g 53. Hôm qua sao không ai chốt hàng cho chị Mai Phương, chị mua dây mặt tùm lum nữa nha Duyên ơi. Sao bạn, mấy chị nhớ em nè, cái bảng shop bill vào 9 giờ sáng, chị nào shop bill nó chưa có lên bill. Chốt hôm nay mà chưa có ai chốt thì qua ngày hôm sau 9 giờ em có đăng cái bảng lên bill. Comment vào ở ngoài trang á, comment ngoài trang mấy đứa sao đẩy inbox vào nó sẽ ẩn comment của mấy chị lại. Để cho nick giả nó không thấy. Để nói với mấy chị đi. À, tại bữa nay Vinh mới về 1.912.000. 1912 giùm em. Nhắn này có bán được không con? Nhắn này nè. Rồi ni số 9 số 10 giùm em xem 1.2 triệu. Ni số 9 số 10 bé Vinh xem 1.2 triệu, em có một chiếc một. 1912 bông đó. 5.4 triệu hả? Heo heo để sao 5.4 triệu. 1.650. Happy xì chum. Rồi dòng tay 23.280 chốt lại. 23.280 bởi vì nó tôi đang chốt, mày làm tao mắc hứng hoài nhỏ này. 1912 chốt cái tình yêu kia. Rồi dòng tay là 23 triệu. Đẹp rẻ luôn mấy chị ơi, dòng thương hiệu Éo Lời Ví nè. Đâu rồi kiếm chị đó coi. Dạ Lê Anh Y bình thường. Lê Anh Y bình thường chị. Em sale cho 1.2 triệu ra 19.800 giùm em nhẫn này. Thương hiệu của BBL. Dòng tay em chỉnh sửa đi được, bé Vinh sale 1.2 triệu. Bao đẹp, nhẫn này em đẹp bé Vinh đền. Rồi nhẫn chốt đơn giùm em có một chiếc 19.800. Rồi bông này giùm em là em có số lượng là 5 đôi vàng hồng.
Trời ơi đẹp cực kỳ, màu hồng đẹp hơn màu trắng nha cả nhà. 1350 giá quá thơm cho các cuộc tình. Dạ chốt giùm em là 5.467.000 nha. 5467. 5467. Ngọc Bích. Em ở tỉnh nào Ngọc Bích? 5.467.000, bây giờ có số lượng là 5 đôi. Chốt nhanh giùm em. Em chắc ngày mai mới lên sòng ghép cho em tiếp. Rồi có 5 đôi. Xong mấy chị, trò vòng này quá xuất sắc cho một cuộc tình. Đây, em sẽ vòng này thương hiệu cho mấy chị nè, 1.200.000 một gam. Ồ, rẻ luôn, đẹp rẻ, đi tay chỉnh sửa đi được. 30g 45 em xem 1.200.000. Đưa cái vòng kia lại đây mình lên. Vòng bi này em xem luôn cho mấy chị 1.200.000 nè. Ồ, đẹp chưa? Đẹp lắm luôn á mấy chị. Đẹp lắm luôn á. 36.540.000. 36.540.000 giùm em. Ni tay đây vừa liền, ni tay 52, 53, 54 đây vừa liền. Đây, đai có nó luôn giùm em. Cực đẹp chưa? Khỏi chê luôn giùm em ha. Đó, em cho coi mấy cái hộp Biaget nè. Ồ, đẹp lắm ông nội ơi. 36.500.000 giùm em. 36.500.000. Điện hotline giùm em đi Ngọc Bích ơi. Dạ, chị điện hotline giùm em. Chị em chuyển hết cọc. Hết chứ không cọc. Đi liền được không ha? Tại vì nó phải theo chương trình đó chị, chứ mỗi năm đi liền đơn. Nó làm xong 1-200 đơn, 2-300 đơn nó mới lên được một lần. Chứ nó không phải sức từng đơn đi liền, cho nên thông cảm nó đi theo tour. Bây giờ em đang cho chương trình thưởng đó chị. Một tháng em chấp nhận thưởng bao nhiêu tiền đó thì tháng nào bên nào bị mắng vốn nhiều thì bên đó không bị thưởng thôi. Bên nào đi đơn hàng nhanh thì ok. 32.580.000 giùm em. 32.580. À, đi, à, chị Hiển nó giao hai lần gọi shipper trả lời khách giao hẹn gì kìa, mấy đứa nào lên coi à, nhóm online ở ngoài thấy chị Hiển nhắn cho tin nhắn nhóm đó tụi em giải quyết bao nhiêu khách đi. Dòng bi 48, 50, 51, 52 đeo được giùm em. 32.500.000. Và dòng này từ 48 đến 54 đeo được, 56 đeo được luôn giùm em. 36.500.000. 36 là bà nội này, 32 triệu là bà nội này đó. Bà nào cũng đẹp, bà nào cũng sale 1.200.000, bi cũng sale 1.200.000, hộp à, hộp kia cũng sale 1.200.000 luôn nha. 32.500.000 giùm em. Dạ 32.500.000 tình yêu Phượng Võ nè con. 32.500.000 rồi nhãn bi em còn chiếc cuối cùng 5g 72 với sale 1.200.000. 6.864.000. 6.864.000 giùm em. 6864. Ok tình yêu Tịnh Nhi, 6864 giùm em. Em có 1 nghe mấy chị. Bây giờ có 1, 6.864.000. Nhẫn đang đeo hả? À? Chị ơi xem lại nhẫn cưới đi hả? À. Bông đang đeo là nhiêu ta? Quên nhẹ nhiêu à? Bông đeo nãy ghi nhiêu quên à? Bông đeo chưa ghi rồi quên hình như 5 triệu quá gì chị. Khoan 5 triệu. Xem 1.200.000. Ok cục cưng tâm nguyện. 6864. Rồi. Dạ chị, em để sao cho tình yêu nào đây? Thanh Lan. À bây giờ hết. À, nhẫn đang đeo hả chị? Rồi em để hai dòng này đi. Đứa dòng này chưa chốt lên là đi con. Cho nồi hồng em có hai đôi nha mấy chị. Cho nồi hồng em sale luôn 1.300.000. Bông đang đeo là 5 triệu nha, sale giá 1.350.000. Đôi này 1.300.000 em có hai đôi. Model cực kỳ, không đẹp với dinh đền cho. À, ok tình yêu Thu Thảo, nè con 5 triệu đi. Tao không nhớ giá nhiều nữa mà đơn giá là 1.350.000. 5 triệu. Có 5 đôi. Nghe đặng luôn con, đôi con nghe đặng luôn, Thu Thảo luôn giùm em. Bông nào em? Chưa có bông nữ vàng màu. Màu vàng đưa cho chị Kiên đôi. Rồi ok chị, ok. Rồi 5 triệu em chốt đơn. Rồi đôi này em là 7 triệu, hai đôi. 7 triệu hai đôi em cho nồi màu hồng khó kiếm lắm. Giống như phiên bản đặc biệt đó mấy chị. 36 năm làm đi, 56 được chị Phương Quỳnh ơi, được chị yêu ơi. Được chị, 1.350.000 bông này em có hai đôi nha vàng hồng. 1.350.000 vì em chốt cho chị Phương Quỳnh nghe, thương em nghe. Em ra đi 56 cho 36 năm. Rồi em chốt chị Phương Quỳnh. Rồi chốt đơn 36 năm. Ok.
lên đây chị Phương Quỳnh 365. Những này em bán rẻ này mấy chị ơi, cái này chắc 14k quá ha. Để em coi. 18k. Nhẫn này em bán cái vỏ nhẫn này 8 triệu nè. Vỏ nhẫn này em bán 8 triệu, đội lỗ 10 bán lỗ 15. Đơn giản mà dễ thương, có 8 triệu thôi nha. Nhanh nha mấy chị. Chị nào chia sẻ vô chốt này, em sắp nghỉ. Em ơi kìa. Rồi 10 với 15 giùm em. 8 triệu cho nhẫn này nha mấy chị. Được chị Phương Quỳnh. Vỏ nhẫn 8 triệu, bên hông nó sẽ có là 8 viên hột vuông. Rồi chốt 8 triệu, 7 triệu lại này con. 7 triệu đó. Rồi lắc gấu. Nít đeo được, người lớn đeo được, nhưng mà này cho em bé Bi đi. Em sale cho 1.250.000. 1250 lắc gấu nè. À 8 triệu chốt chai, nhanh mấy chị nhận dễ thương lắm. Trời. 5.175.000. 8 triệu chốt tình yêu Nguyên Anh mã số 8. Nè. Năm kia xem. Hết rồi, có đồ like còn không? Để qua nhóm cho chị Hiển đi. Hết rồi phải không? Rồi em để sao tình yêu nam chị nhận đó nha. Dạ lắc tay giùm em mấy chị. Ba màu. 8 triệu là 7.50. Rồi chút được là hên lắm rồi đó. Mà mày xạ xạ hoài bị đòn. Rồi lắc mày thương hiệu của đi á. Bao đẹp cực kỳ giùm em xíu đi em máy mấy chị. Em sale lắc này cho mấy chị 1.3 triệu, thị trường lắc này 1.6 triệu nha mấy chị. Cực kỳ là đỉnh đẹp đó, để em mặc đồ hiệu đồ đồ em chụp hình với ông ta để em bán mấy chị mắc một chút. Rồi lên đơn chút đơn giùm em ha. 1.3 triệu em có số lượng là 3 lắc, 13. À, cái đó con nít đem, gấu lắc nít đem nha. Cái lớn đem cũng được. Còn Nguyễn Hiền chốt 5135 Nguyễn Hiền. Rồi lắc tay 982. 12.750.000. 12.750 em có 2 lắc. Nguyễn Hiền trước em rồi. Nguyễn Hiền ở trình có lấy không? Con gấu đâm nít đeo, chị em đeo không được. Dạ. Bao đẹp luôn giùm em đi ạ. Dễ thương cực kỳ đó. Em sẽ có 2 lắc nha mấy chị. 12.740.000. 12.740.000 giùm em đó. Trời dễ thương luôn. Bao đẹp giùm em 12.740.000. Này con chụp đi. Màu trắng nha mấy chị, màu trắng. À, con gấu đó không em bán chung mà đó sale rồi sao bỏ. Vậy là em bán cho Đặng Hiến đi con. Xã 5135. Rồi em xuống nha, em đi làm chuyện xíu nha mấy chị. Tại vì tụi em bên em ví dụ như sau 15 phút khách không chuyện gặp là mấy người sao à. Em có nói lại like. Nhưng mà tụi em, ví dụ như mình đi qua mà không ai chuyện gặp thì tụi em mới chừa. Tạm ví dụ như tạm ví dụ như 15 phút mà khách chuyển thì tụi em chừa. Còn không chuyển thì giống như người sao người ta chuyển lại tụi em bán rồi, tụi em có báo là dù tầm 15 phút sau là không ấy. Này kìa. Dạ. Em bưng cái mâm Mẫu ơi. Cái gỗ sòn của chị hôm qua về đâu rồi, đưa chị lên này lựa đi, lựa gỗ yên đi cơ. Không. Ờ thì rồi đi chứ giờ sao vậy em? Ờ thì thông cảm đi, giờ tao có món á, được có tao được. Dạ. Ờ 29 triệu. Cái gỗ sòn hôm qua chị về đâu? Trong mấy cái cục của chị bảy cục. No, cái của chị riêng. Gỗ sòn mới. Dạ, đó đó là gì đó, đây nè. Đó rồi, chị quanh kia đó lựa cho cục gì? Lựa cho chị riêng. Rồi 10 giây. Rồi 1.399.000, em 1.390.000. Nè con chụp dây luôn này. Rồi rớt luôn này. Dây mặt 2.50, 1.390. Rồi chốt giùm em là 3.300.000 giùm em nha. Dây mặt 5.4.
ra cái mặt một hộp nhỏ này em phải kêu cắt ra chứ đây hiển nó dễ này mà ai sao đeo trời đưa tôi gì. Bán hộp đâu được đâu con, đưa lên con. Rồi thôi em xuống nha, em đi công chuyện xíu. Mai lên gặp tiếp, nhiều đồ quá. Em sao cho mấy chị mặc nữ hoàng này 1.1 triệu gam à, 1.1 triệu gam, bông đang đeo còn đôi 5 triệu mấy chị. Trời mặt này siêu đẹp, 7.325.000 7.325, cho mượn cái dứt lên con. 7.325 mấy chị. Xem 1.1 triệu nha, dục cái dứt mực lên con. 7.325.000 rồi xe 11 nha, bé Vinh xe 11 rồi chốt đơn, có cục vàng lỗi gì mũi ơi. Rồi mặt này bé Vinh xe 12, mặt này xe 12 cho mấy chị nè. À, 10 gam 18 em sale cho 12, 12.216.000 12.216.000 dùm em. Em hai lấy cho em nè nè ta. Mặt này xem 1.2 nha mấy chị, nè lên cổ nè. Trời ơi nó đẹp đó. Mặt nó đẹp cực kỳ, 12 triệu mấy. Mặt kia là 7.3 triệu. Rồi nhẫn ghép này bây giờ sale luôn trên 1.2 triệu. Rồi cái này em lên 1.2 triệu gam cho mấy anh chị nha. Nhẫn trái tim Tiffany bây giờ sale luôn 1.2 triệu. Nhẫn đồng tiền sale luôn 1.2 triệu. Đồng tiền. Đồng tiền. Rồi, cái đó nhiêu nên chụp bill gì vậy? Rồi nhận em lên đơn mấy chị chứ này trước, nhận ghép này trước nè. 1.2 triệu gam giùm em nhận này. Này. Bao đẹp chưa? Rồi chốt giùm em 12 ni chỉnh sửa ni được nha. Rồi 6.720.000. 6.720 giùm em chiếc này, 6.72. Xem 1.2 triệu gam mấy chị, nhận ghép giùm em xem 12. Rồi nhận ghép này mấy Vinh cũng sale luôn 12 luôn cho mấy chị ni, mấy Vinh chỉnh sửa đi được nha mấy chị. Rồi ni chỉnh sửa đi được luôn giùm em xem 1.2 triệu gam. Nhẫn chữ nhật AMR. Dạ nhẫn này giùm em là 7.500.000. 7.500.000 giùm em ha. Ồ đẹp lắm mấy chị. Rồi nhẫn ghép Nguyễn Trúc 672. 6.720. Rồi bây chốt cho tình yêu Nguyễn Trúc 672. Rồi em xuống nha. Mai làm tiếp nha mấy chị. Nhiều quá rồi ha. Mai làm tiếp, bye bye mấy chị.